Hello các chị. Hello các người đẹp. Người đẹp nào đang coi chấm tương tác chia sẻ livestream với nha. Chia sẻ giùm em ạ, chủ yếu là em tặng thôi. Chị nào xem live thì chia sẻ giùm em. Chủ yếu là tặng. Áo dạ, áo khoác, đầm váy, trời ơi em tưởng hết rồi, còn nhiều lắm đó chị ạ. Còn quá trời luôn. Hello người đẹp Hồ Thị Hoa. Chào Kim Khánh, chào Nguyễn Thị Kiều Trâm. Chào em Đậu Hoài Thương. Chào chị Tung Trinh ạ, chào các chị. Chia sẻ livestream giùm mình nha. Em like đồ thanh lý đồ cá nhân thôi, mà nói chung đa số là em tặng chứ em cũng ít bán. Để cho nó em dọn cho nó rộng nhà chứ nhiều quá. Chào chị Nguyễn Tinh, chào chị Đặng Nga. Áo đang mặc bán không chị? Bán. Cái gì cũng bán hết, mua gì cũng bán hết nha. Nói My ơi, My có bán My không? My cũng bán luôn. Bán luôn mấy chị. Bán luôn nha. Hello người đẹp mà Cherry Quỳnh nè. Áo đang mặc ạ. À. Áo đang mặc em bán luôn nha. Áo đang mặc áo khoác dạ. Nói chung hàng này thì My đã mặc qua một nước rồi và quên mất. Để quên lửng luôn. Hàng này hàng hiệu, hàng xịn luôn. Áo dạ nha mấy chị nha. Dạ ép rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này em vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Đằng sau nó có cái nơi như này nè, dễ thương không? Đó, vừa bán vừa tặng luôn nha. Con này 55kg đổ lại, mang thoải mái. Mình mang bị rộng nè, em mang bị rộng. Nói chung do rộng ấy cho nên em cũng lười mang bị rộng. 55-56kg thì thoải mái luôn. Con này sale rẻ luôn nha các chị. Nói chung em vừa bán vừa tặng mà 50.000 nha. Con này 50.000 lên giùm em. Chị thích thì lấy nha. Đó, nói chung là quá trời luôn, nhiều lắm. Nay like hàng thanh lý thôi người đẹp ơi. Không có phao Long Phủ Nam, có phao nhiều lắm nhưng mà bỏ xỉ hết trơn rồi. Bán lẻ chậm quá, bán xỉ luôn. Rồi, con này 50.000 thôi, chị ấy có thích thì lấy nè nha. Chị gì? Dạ. Em về hả? Sao bắt về hả? Chào mẹ mẹ đi. Chào mẹ. Chào mẹ mẹ, hôn mẹ mẹ chưa? Tới đây hôn một cái đã được về. Hôn đã được về. Đi một hơi. Em ơi, hôn mommy nè. Em tới hôn mommy một cái rồi về nè. Từ từ đã. Tớ hôn mommy, tớ hôn mommy. Hôn mommy đã, hôn má mommy nè. À trời ơi, lạnh quá. Em mình đang đi. Mẹ ơi. Cái gì vậy mẹ?
Ok, rồi. Bye. Bye bye, em về nha. Lạnh quá à. Kể xem, sao Dương thấy sẵn quần lên mới biết là sẵn rồi, kể xem. Khi đau, mệt ghê chưa. Xin chào nữa kìa. Hello. Dạ. Alo. Hoàng Lan lấy áo dạ rồi, ok, chốt áo dạ đang mặc cho Hoàng Lan nhé. Còn nói chung con này đẹp lắm, về em chỉ cần ủi sơ ra là mang đẹp rồi. 50.000 ha. Rồi chốt cho em luôn. Áo dạ dài có nha, Dung Mail có áo dạ dài luôn. Chào chị Nguyên Phạm ạ. Hello em Hậu. Cháu chị ơi để cháu nó lên. Con mấy đứa con của em gái. Áo dạ dài đây này. Em lục ra tạm thời một ba chiếc này lai chút nha. Trời ơi, em có cái áo dạ mà. Áo dạ trắng đẹp lắm này, em cũng quên luôn. Màu trắng, trời ơi, bữa giờ bỏ trong đó luôn. Cái này cái bill đâu rồi Sâu? Cái bill của cái áo này rồi của cô đâu rồi? Ô chết rồi, bỏ trong nó bị lên màu rồi. Sâu nè, bỏ chung cái áo màu đỏ này. Nhưng mà cái này về giặt nó ra, có đến 50. Cái này về giặt nó ra thôi đó chị. Cái trắng này đẹp ghê á. Mà em bỏ chung gần với cái áo đỏ. Trời, áo trắng đẹp quá. Áo trắng này, không, áo trắng này nhỏ lắm. Áo trắng này khoảng tầm 50kg thôi. 50kg đổ lại là nói chung dưới 50kg. Dưới 50kg mới mang được. Trên không mang vừa nhé, áo này nhỏ, áo này chỉ size S thôi nha. Dạ em chào chị Ngọc Út ạ. Áo này trắng dạ này chỉ size S thôi, nó có cái khăn lông tròn luôn nha chị. Nói chung nó bị em bỏ chung với lại cái áo đỏ. Thì dính màu tí xíu, màu form hơi bị đẹp đấy.
Hả? Áo dạ. Áo dạ nhé. Áo dạ xuống lông. Chưa đẹp. Mà con này dính màu tí thôi My cũng xeo. Các chị về giặt. Nói chung cái này các chị về giặt ngâm tẩy ra nhé. Ngâm tẩy là ra. Con này eo khoảng tầm 72 độ lại, 75 không vừa ha. 72 độ lại thôi, 75 vừa. Cái này các chị có thể phụ đây này, dài cái nút, nó mặc được hai kiểu. Dài cái nút vô đây, còn mới cứng ha. Đây, dài nút vô đây, nó thành dài như vậy, hoặc là các chị bỏ ra nhé. Đó, đây. Nói chung là nó đẹp, nhưng mà bây giờ bị lên màu, các chị bỏ cái tẩy tẩy trắng là ra. Nói chung màu trắng thì dễ rồi, các chị cứ bỏ tẩy trắng là nó ra hết. Con tẩy trên con trắng này em vừa sale vừa tặng cho các chị. Giá 30.000 thôi. Nói thiệt 30.000 em bán cho vui để em lấy, tại vì nó nặng á, nó hơi nặng. Em lấy cái tiền bù vô từ phí ship thôi. Cái này chị nào khoảng tầm dưới 50 kg mà lấy đẹp. Lấy cực kỳ đẹp, mua thêm một chai thuốc tẩy viêm nữa là em nói cái này cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, áo dài trắng này. Mua chai thuốc tẩy viêm nữa là các chị bỏ vô. Nó rất là mới, rất là xịn mà mỗi đồ đó bây giờ em quên thì lôi ra nó không nhớ nè. Do vừa rồi là em chuyển nhà từ trên Ngô Gia Tự xuống Hai Mã Khê mấy chị, xong em để luôn ở trong bao luôn. Từ Ngô Gia Tự xuống Hai Mã Khê cái bỏ đó luôn, không nhớ rồi. Con này dạ trắng, vừa bán vừa tặng với các chị cho vui nè. Dạ xanh một bịt. Áo dạ nha mấy chị nha, em có áo dạ nhiều lắm mà chị nào mua áo dạ của em là biết nè. Hơi bị biết luôn. Áo dạ em toàn là hàng mất tiền với lại hàng kiểu dạng hàng tuyển không à. À, mấy chị giờ hàng nó không có luôn á, đỉnh chưa, đẹp ơi là đẹp. Màu xanh coban nha, con này thì dạng form crop top đó, các chị có thể nói chung con này cũng 50 kg thôi ạ. 50 kg đổi lại form nhỏ nha, dưới 50 kg thì đẹp. Áo dạ trắng 30.000 về tẩy giúp mình nha. Rồi ok, Mai Xuân Võ nè, dạ trắng 30 Mai Xuân Võ nè. Cái này nó đẹp mà nó nhỏ. Rồi con cô ban này cũng đẹp và nhỏ này. Ở con này thì không có một lỗi lầm gì cả, rất là mới luôn và em cũng không mặc luôn. Đó, chưa mặc tới luôn. Cái đó 30. Đây, cũng chưa mặc tới luôn nha các chị nha. Con này sale cho các chị 50 thôi nha. 50 lên giùm em mã xanh. Lên mã xanh con này dưới 50 kg mang đẹp, size nhỏ, dưới 50 kg nha. Lên mã xanh giùm em nhiều lắm, em bận không hết các chị, áo dạ không mà em mấy chục con gần đây. Sao mấy trăm con, gần 200 con. Cái gì sao? Có cái bao to á. Bao to mà bao dọc á, to mất tiêu rồi. Trời dễ thương chưa? Con này dạng lông này cái chị nè, dạng lông nha, lông hơi bị đẹp luôn. Đó, con này thì 60 kg đổ lại mang được này. Lông nha mấy chị nhé. Con này siêu đẹp luôn, em xem 100 nhé. Em xem 100, chị nào lấy lên giùm em mã lông. Lên mã lông giùm em 100.000. Em xem 160 kg đổ lại mang được, lên mã lông ha. Mã lông, xanh nó thì 50. Cái xanh siêu đẹp ạ, cái xanh đẹp lắm. Trắng 30 em hết, em còn xanh thôi. Rồi lông này là 100.000 nha các chị nha. Lông này em chưa từng mặc luôn, chưa bao giờ mặc. Cho nên là sale cho các chị, còn các chị không mặc thì em mặc thôi, tại vì em vẫn còn mặc được. Rồi con áo khoác màu đen dạng body suit, các chị đằng sau có tắc nơ. Chấm tương tác giùm em nhé. Chấm tương tác giùm em. Rồi, bây giờ em lọc lại, chị nào lấy bớt thì lấy thôi. Còn em á là không lấy thì em mặc vậy thôi. Đang mùa lạnh nữa thì sale cho các chị. Con này các chị có thể tháo bớt cái dây cột eo này ra này các chị này, nới ra. Nếu các chị rộng thì nới ra nhé. Đó. Cái này là em quên lửng nó luôn á. Áo dạng body suit 2 lớp nha các chị nhé. Body suit 2 lớp. Rất là đẹp luôn. Dáng dài. Đẹp lắm. Tháo bớt cái ở đằng sau eo ra. Các chị thích nới bao nhiêu cũng được hết, nó rộng mà. Nới ra. Đó. Con này khoảng tầm 55 kg, body suit dáng dài nha các chị nha, 100.000. 100.000 lên giùm em mã đen. Đen 100 ạ. Bằng rất đẹp. Lông của chị Thủy Bùi nè. Em hết lông nha. Lông của chị Thủy Bùi. Lông đẹp lắm. Hàng xịn.
100. Đâu chị ấy có đem trong cái bịch đó sao? Bịch trắng này nè. Có nhiêu không? Có cái keo này. Đấy không? Đây nè. Lên đen giùm em nhé. Đen ạ. Không có mặt tới đâu. Mình cho cố không mặt tới. Con này bị hư lên rồi. Bỏ xuống. À, nó phía trong. Bị phía trong. Đen mày về nới ra giùm em nha chị Trương Phan nha. Chị nới cái đường này nè, chị nới này ra. Đó, chị nới xong rồi chị thắt thật là rộng ra. Em là bữa trước em thắt lại để cho nó có nó sát với dáng em á. Đó, chị chỉ có cần chị nới cái này ra xong rồi chị thắt cái nơ. Được chưa? Đó, em chốt cái đen này, đen dạng Balenci dáng dài này cho các chị nha, hơi bị đẹp luôn ạ. Ừ. À, đen của chị Trương Phan. Đen hết mất rồi, người đẹp giống Miu ơi. Đen của chị Trương Phan. Về nới cái đó ra, nó siêu mới luôn. Siêu siêu mới luôn đó chị. Em chưa sử dụng tới đâu. Của chị đồ của em thì thôi, khỏi nói nữa. Khỏi cần thôi. Cái này em tặng ạ. Cái này em tặng nha. Rồi chị nào lấy cái này thì lên giùm em mà tặng giúp em ạ. Con này 50kg đổi lại em tặng áo khoác dạng như là phao gió. Ở trong nó có nó lưới nè. Con này đi xa bao đã luôn. Đây, đẹp lắm. Em tặng nè. Rồi lên giùm em mã tặng nha. Con này siêu đẹp. Đó. Em bỏ vô trong bao á, em quên mất rồi. Không nhớ để em mang. Mà giờ nhiều quá, phải xả bớt. Lên mã tặng giúp em nha. Hơn trước chị ta. Dễ hả chị? Hello chị Hà My. Hôm trước chị đặt hộp kem mà chưa có. Dạ. À, không phải chị, cái hộp kem cá hồi đúng không chị? Hộp kem cá hồi. Chắc là mai nó về hàng rồi em ship cho chị nha. Bữa trước ra về nhưng mà không biết sao cái đó nó bị bể xong cái em cũng không dám lấy. Em trả lại cho nó. Nó bị bể cá ở ngoài á. Hình như ở đây không có hết nó rồi. Lên mã tặng giùm em nha, tặng của Dung Mail nè. Tặng của Dung Mail. Đen một chắc, cái này tặng nhé. Trời ơi, mấy cái áo lấy với lại để dành rồi cho đã luôn. Cuối cùng không mặc tới mấy chị ơi. Em đâu có mặc tới không. Quá nhiều để em mặc. Phát nhẹ thôi ạ. Phát nhẹ, phát mỏng thôi ha. Đó. Đây chị. Xin biết cái màu. Nhẹ và mỏng thôi. Nhưng mà rất là dễ thương. Con này 60kg. 60kg đổi lại nên được ạ. Có dây khóa kéo này. Mấy ngày nay em đi đám cưới được luôn. Tối nay em có cái đám cưới mà em phải gửi cho em đi không nổi rồi mấy chị. Một ngày bạn, một ngày hai cái, ba cái. Em đừ luôn. Con này 60kg được nha các chị nha. Cái dây này nó rút ngang eo luôn. 60kg phát nhẹ, rất là dễ thương mà kiểu rất là lạ luôn. 60kg đổi lại được. Con này em sale cho các chị 50 luôn nha. 50 lên giùm em mã 60 ạ. Lên mã 60. Kim Khánh, bây giờ mới thấy bình luận của Kim Khánh luôn. Lúc nãy thấy chấm thôi. Rồi đây, lên giùm em mã 60. 60kg đổi lại, em sale con này 50, phát nhẹ, mang xương. 60 nha. À, 60 của chị Ngọc Út ạ. 60-50 ngàn của chị Ngọc Út. Nói chung mấy chị em vừa bán dạng như vừa tặng vậy thôi. Cái giá đó. Đây. 50 ngàn của chị Ngọc Út. Trời ơi con áo khoác này dễ thương. Phát ren nha các chị nha. Đây nè. Siêu dễ thương. Cái bill bay vô trong kìa. 50. Thấy nè mấy chị. Phát này mình mang với lại
đầm váy rồi gì các chị được hết luôn nha. Dạng như khoác ren nha. Thôi vì dễ thương luôn ạ. 85kg đổi lại nha. Con này em chưa từng mang luôn. Đó, lấy về thấy đẹp quá lấy mà chưa từng mang nha. Con này em sale 100. Sale 100 này, lên giùm em mã khoác hồng. Khoác hồng nghe các chị nha. Em sale 100, lên mã khoác hồng. Khoác hồng 100 ngàn giùm em chưa từng mang. Chưa từng mang. Mấy con này các chị ý là nhiều quá thì em like cái chị nào lấy được cái gì lấy, còn không thì em để dành lại em mặc thôi. Tại nó toàn hàng em tuyển cho nên em thích chứ em không phải là không thích. Thích lắm mà nhiều quá. Con caro này cũng siêu xinh luôn. Caro này các chị mang với lại chân váy á, mang đi làm siêu đẹp ạ. À. Đó, mang với chân váy rất là đẹp. Con này thì 50kg thôi. 50kg nha, dưới 50kg mang đẹp luôn. Đó, caro, xe cho các chị 50. Xe các chị 50 nha, lên giùm em mã caro. Caro 50. Mã 60 em hết rồi. 60 em hết. Sao không nhìn được like à? Dạ em cảm ơn chị Bảo Nam Nguyễn nè, mã 60 em hết nha. Màn hình đen thế. Quá. Wow. Các chị ơi, màn hình đen lắm ạ. 50kg thì ok. Caro của Dung Mail, đừng có gài nút Dung Mail ơi. Bận cái này thả ra nó mới đẹp. Đừng có gài bỏ sát vô nha. Thả ra nó mới đẹp ha. Mày hả? Sáng chó. Bị chó sáng hả? Bớt cái đèn ra. Bị chói hả mấy chị? À, caro. Dạ em thấy chị Năng Lê ạ. À. Coi rõ mà. Xe S thì không vừa. Thôi vậy thôi chốt qua cho chị khác. Chị Hòa Trần ơi, cái này, cái caro này chị xe S thôi nha chị nhé. Caro này chỉ size S thôi nha. Chị nào lấy thì lên giùm em mã caro nè. Đó, con này thì chỉ size S thôi. Em thì đang mang cũng mang được. Em thì vẫn đang mang mặc được. Dạ em tắt bớt đèn rồi, sáng quá. Em chào chị Hà Đoàn. Cũng kỹ lắm, nhung em cũng lộn trái rồi đàng hoàng. Phát nhung các chị ạ. Phát nhung nha, nhung đen. Này, VIP lắm. Có mặt đâu các chị, không mặc tới luôn, nhiều quá mà. Phát nhung nha các chị nha, 55kg thoải mái. Con này giờ em vẫn còn đang băng rộng lắm nè. Đó, 55kg thoải mái, phát nhung. Rồi, sale luôn nha các chị, con phát nhung hàng xịn này có 150 thôi nha. 150. Em cũng chẳng mặc, em cũng chưa mặc tới đâu. Đó, lên giùm em mã khoác nhung ạ. À. Khoác nhung 150. À, caro của Ngân Vi nè. Caro của Ngân Vi 50.000. Caro của người đẹp Ngân Vi 50.000, mang với lại chân váy siêu đỉnh luôn nha, đẹp lắm. Rồi lên giùm em mã khoác nhung. Khoác nhung ạ. À. Con này chắc đem các chị không lấy thì về tặng bà ngoại, chỗ hơi bị xịn luôn. Con này xịn lắm. Con này 3 triệu mấy luôn á mấy chị. Con khoác nhung á. Khoác nhung đó 3 triệu mấy một con. Con khoác này cũng đẹp lắm. Kinh khủng. Khoác nhẹ nha các chị nhé. Hơi bị đẹp luôn. Chị nào về phối được thì phối với lại chân váy da rồi gì cũng đẹp lắm. Đó, con này thì rộng nha. 60kg đổi lại mang được. Lên giùm em mã trắng này. Đỉnh lắm mấy chị, hàng hiệu luôn nha. Hàng rất là hiệu luôn. Con này lên giùm em mã trắng xả luôn cho các chị. Con này 50 thôi. 50 lên mã trắng chưa từng mặc. Lên mã trắng đi. Bỏ cắt không à? Cắt bỏ đây nè. Đừng bỏ đó. Rất là đại hả? Rất bỏ ra. Chân váy à. Chân váy này dành cho size S nha các chị nha. Chân váy size S thôi. Mang rất là dễ thương, size S. Xe cho các chị 10.000 cho vui nha.
lên giùm em mã mã 10, lên mã 10 size S, sale 10.000. Sale 10.000 giá trị em sale để em dạng như em lấy tiền bao bì rồi vậy cho nhân viên em làm thôi. Chứ còn trắng của chị Lê Ngô ạ. Trắng của chị Lê Ngô 50.000. Trắng. Khoác nhung. Trắng hết ạ. Khoác nhung của chị Kiến Thị Chín Lễ ạ. Chị này mới hết cũ đây. Kiến Thị Chín Lễ. Trắng em hết mất rồi. Cắt mới luôn. Rồi chị ơi, inbox giùm em cái thông tin nha. Inbox giùm em thông tin ạ. Trắng em hết mất rồi chị Cherry Nguyên ơi. Cái trắng em hết mất rồi. Em chốt cái nhung cho chị nhé. Rồi con này 10.000, lên giùm em mã 10 nha các chị nhé. Lên giùm em mã 10 ạ. Con này 10.000 size S. Chân váy rất là đẹp luôn. Chân váy đẹp lắm, 10.000. Lên mã 10 giúp em. Trắng 50 em hết ạ. Trắng 50 em hết. Rồi mẹ gì mà chậm dữ. Trắng 50 em hết. Rồi con ấy khoác lông này mới kịp. Lông hơi bị xinh. Con trắng à, con nhung 150 chứ. Trời ơi hơi bị dễ thương luôn á chị ơi, này đẹp lắm. Nhung nha, 60kg à, lông nha, 60kg đổi lại giùm em. Đó, lên giùm em mã lông, con này 50 ạ. 50.000 nha, lên giùm em mã lông. Lông 60kg, con này khoác nhẹ nhẹ mỏng mỏng cũng rất là dễ chịu luôn á chị nha. Đẹp lắm. Lên mã lông giùm em. Lông 50. Dạ đỏ. Cái gì đẹp. Dạ đỏ. Đẹp chưa. Siêu vip luôn. Con dạ đỏ nha các chị nhé. Size M đổi lại 50kg thoải mái cho em nhé. Ôi đẹp quá trời đẹp. Màu này nó ở trong line nó tươi hơn các chị, do đèn line nó rọi á. Chứ ở ngoài thì nó màu đô nha. Màu đỏ đô chứ không phải là màu đỏ tươi đâu ạ. Dạ đỏ. Lên giùm em dạ đỏ nha. Con này em sale qua chị hả. Cái này bị gãy mất một nút thôi. Gãy mất một nút, các chị về thay giùm em nút đi. Về thay nút nha. Xem luôn cho các chị con dạ đỏ này. Các chị về thay nút là 60.000 ạ. 60.000 lên giùm em dạ đỏ. Dạ đỏ 60.000 ha. Lông 50. Lông 50 của Dung Mèo nè. Lông 50 của Dung Mèo. Lên giùm em dạ đỏ. Dạ đỏ 60, các chị về thay nút giúp em. Dạ đỏ của chị Hà Đoàn. Form rất là đẹp luôn mà sang lắm chị. Đây nè, chị nhìn nè. Form sang ở trong lót nè. Cực xịn luôn. Sống như vậy. Trời ơi, mấy con áo đẹp kinh khủng luôn á mà. Để cái là quên luôn nhớ. Dán dài nha các chị nhé. Ở đây có một cái dây cột nè. Siêu dễ thương. 60kg đổi lại. Khoác đen nha các chị. Con này sale với chị 60.000 luôn.
khoác đen, lên giùm em mã khoác đen. Trời cực đẹp luôn chị. Lên khoác đen 60kg rồi lại khoác nhẹ thôi chị. Cột nơ vô giùm em nha. Còn nếu như các chị không cột nơ ra lần trước thì các chị cột nơ ra sau rồi các chị khoác nhẹ vậy nè. Khoác sang, lên giùm em mã đen. Đen giùm em nha. Chị My không lạnh nè, ở nhà đóng cửa lại like với lại là cái đèn nó rọi vô không thấy lạnh. Lên giùm em đen. Không lạnh nè. Dạ đỏ em tạm hết nha. Dạ đỏ 60.000 bị ấy. Khoác đen của chị Jerry Nguyên. Đen đẹp lắm chị ơi. Đen đẹp lắm. Này bỏ vô trong cái khoác nhung hết rồi. Khoác nhung đen á. Mấy chị đó chị yếu em bóc mà chị. Này của chị Jerry Nguyên. Con đỏ này cũng size S này. Em sale cho các chị 50.000 nhé. 50.000 là giùm em đỏ S. Các chị có thể mang được hai kiểu, dạ dáng dài với lại là, hoặc là các chị có thể tháo cái ở dưới ra thành thành áo crop top. Các chị tháo cái nguyên cái phần dưới ra luôn, bỏ luôn là thành cái crop top ngang như thế này nè, cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên giùm em, con này em sale 50 thôi, rất là xịn. Lên đỏ S giùm em nhé. Đỏ S 50.000, sale rẻ giống chị nghe chưa. Đỏ S 50 giùm em nhé. Đỏ S của Hiệp Nguyễn 50.000, con này siêu đẹp. Có thể phối được hai kiểu ạ. À. Con này là size M nè, nhưng mà cái form của nó nhỏ cho nên em chỉ đọc được S thôi. Nó 60 nha rồi, con nói nó bị lỗi vì đứt. Đẹp nè mấy chị ơi. Đẹp chưa? Quá xanh nha. Con này dạng khoác thôi cái chị. Dạng khoác thôi. Đẹp vậy thôi. Đây. Đẹp chưa khỏe. Dạng đứt nè. Đẹp lắm các bạn. Trong lót này. Các chị khoác nè. 55kg đổ lại giùm em nha. 55kg em bận còn rộng. Đen sống luôn. 55kg đổ lại giúp em. Riêng cái dàn nút này thôi cũng đã đủ đỉnh rồi mấy chị này. Đẹp lắm. Nút nó xịn đó. Đó. Đây, ở trong lót này. Con này em sale 90.000 ạ. 90.000 lên giùm em mã 90 nha. 55kg đổ lại mang rất là dễ thương luôn. Kiểu vừa lạ vừa đẹp. 55kg đổ lại 90.000. Áo em nhiều quá. Bận không có hết. Còn nhiều lắm chị, còn phải chụp băng. Đây. Cổ thịt. 90 siêu dễ thương, vàng nút cũng đã đỉnh lắm luôn rồi. Đỏ S em hết. Đỏ S em hết. 90 của chị Nguyễn Khắc Phương nè. Đỏ S 50, con này 90 nè. Con này khoác nhẹ các chị mang đi làm cực đỉnh luôn. Đẹp lắm. Em có cái set này nè. Cái set này là màu kem nha mấy chị, nó không phải là màu trắng mà màu kem. Set hơi bị xịn luôn nha. Set xịn lắm. Đó, em thích ơi là thích nhưng mà mỗi tội nó bị rộng quá so với em. Nó bị rộng. Em bận nó bị rộng quá, uổng ghê luôn. Mà em rất là thích luôn ạ. À. Cái set này các chị có thể phối ở trong một cái áo nữa. Đây. Đẹp ghê luôn. Vẫn ưng lắm mấy chị, em vẫn muốn để lại để mà mặc á. Em vẫn ưng. Trời ơi. Xong rồi cái là bị bể mấy cái nút á mấy chị. Còn chuyển là hồi chiều em lấy ra em định mặc nữa mà em thử vẫn bị rộng. Giấu cất từ bữa đến giờ chưa mặc. Nút thì bị bể hết luôn. Bữa giờ. Con này eo khoảng tầm 76 đổi lại thì mang ok. Em vẫn bị rộng quá. Chứ chị nào mang được cái sắc trắng này là đẹp. Như 76 đổi lại thì mang đẹp 76 hoặc 74 á chị. Mang là ok luôn. Xét trắng kem á. Các chị về thích á thì phối giùm em. Đính giùm em 4 cái nút nha. 4 cái nút này đính vô. Bị bể cho nên em mới giật ra hết rồi. Bị bể hết nút luôn mấy chị nè. Đó, nó đè kiểu gì bể hết luôn. Cái nút nó cũng đẹp. Màu trắng trắng đục đục em mới vứt vô. Sale luôn nha các chị. Nguyên một cái set này các chị về mặc chơi. Vừa lạ vừa đẹp luôn ha. Sale luôn. Set này em sale
80.000 thôi. Lên giùm em mã xét trắng. Xét trắng 80.000, eo 74-76 đổi lại mang được giùm em nhé. Xét trắng kem ạ. Xét trắng kem hả? Con này thì rất là đẹp luôn. Xét trắng kem của chị Mây Trắng nè. Trắng kem của chị Mây Trắng. Xem cho chị về chị đính nút lại giùm em nha chị Mây Trắng nè. Chỉ cần 4 cái nút thôi là đẹp rồi. Chị mua cái nút muốn, mua nút xịn xịn tí độ đính thôi cũng đẹp. Đẹp lắm. Nó bị bể, nó bị mẻ 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 cái em ghét quá em lấy ra hết nha. 80.000 nè, trắng kem. 80 nguyên một set. À, con đầm này em mới đi đám cưới một lần duy nhất thôi. Đầm này nè, hàng tuyển của em còn hình luôn á. Em mới vừa đi tức thì luôn. Đây, hàng tuyển của em luôn. Nó là lệch vai như này nha mấy chị nha. Eo 72 đổ lại vừa giùm em. Em bận cũng đang còn hơi rộng. Cái thích dây cơ. Ở ngoài Buôn Ma Thuột em bữa nay đang lạnh lắm. Ở ngoài chắc rất là lạnh luôn. Con này eo được 74 ạ. Eo 74 đổi lại mang ok các chị. Cái này các chị mang đi tiệc rất là đẹp luôn ha. Nó size M nè. Eo 74 đổi lại cái tay nó xẻ ra nè các chị. Mang đỏ lắm. Mang đẹp nhưng mà em mang được một lần. Rồi em treo đó. Cho nên em cũng đem sale luôn cho các chị luôn nha. Rồi sale lên cho các chị 100.000 mang chơi ha. Lên giùm em mã đỏ tiệc. Đỏ tiệc 100. Các chị mang rất là lạ luôn. Lên đỏ tiệc giúp em nha. Eo 74 100.000. Đỏ tiệc giùm em ạ. Dạ, dạ chị. Rồi cảm ơn các chị. Đỏ tiệc giúp em. Rồi đây. Con đầm trễ vai nha các chị. Đầm trễ vai. Xem cho các chị mang chơi. Đó. Đây nè, đẹp chưa? Rồi cái này là nó trễ vai ra như này ha. Trời ơi, em mà bận một lần đi chụp hình là hơi bị nhiều luôn các chị. Mày là em like cái bao mà em không nhớ tới. Con này thì tầm eo 72 đổi lại thôi. Eo 72 đổi lại nha. Sale luôn cho các chị con đầm đen này rất là dễ thương. 40.000 nè. 40.000 nha. Lên giùm em mã đen. Lên giùm em mã đen nha. Đen 40.000. Xét trắng kem em hết nha. Trắng kem em hết mất rồi. Cái đỏ tiệc chị Nguyễn Hương lấy thì để lại số điện thoại nha chị ơi. Đen của người đẹp Thanh Tâm Trần này. Đen 40.000. Là My mặc một lần rồi nha người đẹp ơi. My mặc một lần rồi nhé. Lạnh. Đen em có 72 thôi em ơi. Mỹ ơi em không có vừa. Con này chị nào ngực bự bự mang đẹp lắm này. Em chưa mặc lần nào em bị rộng 40. Em chưa mặc lần nào bị rộng này. Chị nào ngực bự bự á. Thôi rút cái dây này lại cho em nè. Hơi bị dễ thương luôn. Dạng form crop top với chị nè. Trắng nha. Chưa mặc lần nào hết. Xem cho các chị 30 lên giùm em hả trắng. 60kg đổi lại vừa. 60kg nha mấy chị nhé. Lên giùm em trắng. Trắng 30.000. Trắng 30.000. Cái áo đỏ này cũng chưa từng mặc lần nào luôn. Lấy định phối với chân váy nhưng mà mang rộng quá không mang vừa. 65kg đổi lại giùm em nhé. Màu đỏ rộng quá em mang không vừa thùng thình luôn. Định lấy phối với chân váy nhưng mà không mang vừa. Sale luôn nha các chị. Con này 50.000 ạ. 50 nhé. Lên giùm em mã đỏ. 65kg đổi lại. Đỏ nè. Dạ ok chị Nguyễn Hường. Rồi inbox giùm My cái thông tin nha chị ơi. Em chốt cái đỏ tiệc 100.000 cho chị nhé. Đỏ tiệc My mới mặc một lần duy nhất. Đây cái đỏ tiệc nè. 100. Vải đẹp lắm. Size M nha chị ơi. Size M eo 74 đổi lại nha. Con này 100 nè. Trắng của Kim Khánh nè. Trắng này sale bao nhiêu quên mất tiêu rồi. Trắng này em sale bao nhiêu mấy chị. Vừa mới nói bao nhiêu quên rồi. À trắng 30. Trắng 30 nè. 30.000 nè. Đỏ của chị Ngọc Út nè. Đỏ của chị Ngọc Út 50 nè.
trắng 30, đỏ 50. Dạ, cảm ơn các chị. Trắng 30 nè, đỏ 50. Cái áo khoác dạ xanh này đẹp vậy mà mấy chị không lấy hả? Em sale 50.000 nè. Dạ xanh siêu đẹp, màu xanh coban đó mấy chị. Con dạ xanh con ngắn nè, 50kg đổi lại các chị mang đẹp lắm. Khoác dạ mình mang ôm một tí xíu á, nhìn nó đỡ đỡ bị mập ạ. À. Đẹp lắm, 50kg đổi lại giùm em nha. Rất là dễ thương luôn, màu xanh coban chứ không phải màu tím đâu nha các chị nha. Lên dạ xanh giùm em sale 50 thôi mà rất là đẹp nè. Ở trong còn mới cứng luôn nè các chị. Mới cứng gần gần luôn nè, đây nè. Đó, em chưa mặc luôn mà, ở trong đó còn đầy đây. Nếu mặc rồi là nó sẽ không có cái này. Cứng, mới cứng luôn. Chưa giặt luôn mà các chị, đây. Chưa mặc mà chưa giặt luôn. Đó, đang còn cái vải đi này ở đây nè, mới lắm. Em chưa mặc, sale 50. Dạ xanh. Cái áo đỏ 50, à áo đỏ và đúng rồi 50. Dạ xanh của chị Hà Đoàn. Dạ xanh siêu đẹp mới của chị Hà Đoàn. Mấy chị nhỏ nhỏ con như em á, xanh mấy cái đồ của em nhiều lắm, em chưa mặc tới nhiều lắm. Lấy cho vui vậy ạ, xong rồi quên. Con này cũng đẹp này mấy chị. Con đầm này siêu đẹp. Vải đẹp lắm, vải lụa nhé. Vải lụa rất đẹp luôn. Con này eo 74 độ lặng, 74, 75 gì đó các chị. Nói chung 76 các chị mang chắc một tí xíu mà mang cũng đẹp nhé. Hàng cũng xịn nè. Hàng không đi á. Rồi sale luôn cho các chị là 50.000 luôn nhé. Lên giùm em mã vàng đồng 76 độ lại mang vẫn được luôn ạ. Vàng đồng giúp em có túi luôn nhé. Vải lụa các chị, form xòe dài rất là đẹp. Đó, lên vàng đồng giùm em. Vàng đồng mang lần lần én liền. Em vậy đó, cái tính của em hình như là thấy mới rồi nới cũ mấy chị. Cái quần này đặt trên mạng về mà không mang. Đây, đặt trên mạng luôn. thấy nó mang đẹp quá, xong cái đặt về coi thử. Vải cũng đẹp ạ, à. Vải của nó là dạng vải tuyết mưa loại 1 ha. Con này nhưng mà các chị biết vì sao em không mang không? Em đặt size M mà nó ship về cho em rộng chà bá luôn. Eo khoảng tầm 80 sao mang được. Em có 62 à, mang nó muốn tụt luôn vậy, tụt lên tụt xuống nha. Vàng đồng này, cái quần vàng đồng ống rộng siêu đẹp. Em mua là 180 này. Rồi sale luôn cho các chị con này 50.000, lên giùm em vàng đồng. Vàng đồng 50.000. Ủa xin lỗi, quên, cái này vàng đồng. Cái này vàng đồng dạ. Xin lỗi các chị, lên giùm em mã quần nha. Còn cái này là vàng đồng, sorry các chị, vàng đồng của chị Ngọc Út. Cái này lên giùm em mã quần ạ, mã quần nha các chị. Quần eo 80 đổi lại vừa. Rộng lắm, em mang rộng quá trời. Cái vàng đồng này là bao nhiêu quên mất tiêu. Cái đầm này em sale bao nhiêu các chị? Mã quần giùm em ha. Quần của Hiệp Nguyễn. Quần của Hiệp Nguyễn. Mấy chị ơi, cái đầm em sale bao nhiêu vậy? Nói chưa quên xong. Nói giống kiểu như là bất chợt cho nó vui vậy. À, cái quần là 50 nè. Cái vàng đồng là bao nhiêu quên rồi không nhớ. Chị Ngọc Út, cái vàng đồng bao nhiêu vậy chị? Vàng đồng em sale nhiêu ạ? À? Vàng đồng cũng 50 luôn. 50 á sao? Cái quần cũng 50. Dạ, cảm ơn chị Phạm Như. Cái đầm đuôi cá rất là đẹp. Cái này à, em mặc bữa sinh nhật con em một lần. Nhưng mà đó, rộng nhưng mà cố chấp tại vì nó đẹp á. Xong rồi mặc nó bị rớt mấy cái hột ở trên cổ mà không vấn đề lắm chị. Bận vô vẫn cứ đẹp lắm. Eo 80 đổi lại luôn, đuôi cá. Đuôi cá đỏ con này các chị mang tiệc đẹp ạ. À. Mang tiệc mang chơi gì cũng đẹp hết. Đuôi cá đỏ giúp em nha. Mang đúng một lần thôi nôi à, sinh nhật của con em. Rồi lên luôn giùm em. Em 80 đổi lại vừa nha các chị nha. Đỏ 80 đuôi cá. Hàng cũng xịn sò luôn rồi. Thôi sale luôn nha các chị con này. Mang một lần em sale luôn 80 nha. 80 lên giùm em đỏ đuôi cá. Lên giùm em đỏ đuôi cá em sale 80. 80 ngàn à. Em sale đỏ đuôi cá. Em bận đúng một lần thôi. Cái này là con dâm ạ. À. Con dâm.
còn dây thắt lưng luôn á chị. Dùm này mà em nói với chị chứ bữa hôm em thấy nó treo cũng đẹp quá, em thích cái em lấy rồi cũng không mang luôn đến giờ luôn, tại vì cảm giác cái chân mình nó hơi nhỏ đó chị, xong rồi em mang cái ống nhỏ em sợ nó bị gầy cho nên em ít mang lắm, em mang ống lớn không à. Con này em khoảng tầm 72 đổ lại thôi ạ, 72 hoặc dưới 72 mang đẹp giùm em nhé. Con dùm này rồi sale luôn cho các chị, con này 70.000, 70.000 chị nào lấy lên giùm em mã dùm S, chị nào size S mang đẹp nhé, chị nào size S mang đẹp. À, đuôi cá đỏ cho Nguyễn Sương nè, đuôi cá đỏ của Nguyễn Sương rồi không nhớ giá luôn. À, đuôi cá đỏ 80.000 của người đẹp Nguyễn Sương, Nguyễn Sương 80 nè. Rồi lên giùm em mã dâm nhé, dâm 70, dâm đẹp lắm chưa mang, dâm 70 chân váy mấy chị, chân váy mang đi học lớp một lần. Chị nào coi em đăng hình là thấy liền, chân này size M đây, chân váy trên size M ạ. Đây sale luôn cho các chị 30 cho vui nha. Rồi lên giùm em con này size M nha mấy chị nhé, lên giùm em mã chân váy rin, chân váy rin 30.000, đẹp ơi là đẹp luôn, chân váy rin giúp em. Trời ơi đầm đỏ này đẹp chưa, đầm bi này. Thôi để đỉnh. À cái dâm của chị Nguyễn Hường rất mới nè, 70 cái dâm đâu. À đây, mình để nó như bán ế là em lấy mặt thôi, mấy cái này em vẫn còn mặc được mà đẹp nữa, em đã từng mặc đâu. Nếu mà các chị không lấy thì em mặc, còn các chị mặc thì em nghĩ vậy thôi. Con này đầm bi, đầm bi eo 74, cái dâm 70. Nguyễn Hường là quen với Dung Mèo hả? Chân váy, à, chân váy của chị Hiệp Nguyễn, em chào chị Tân Diễn nha. Chân váy của Hiệp Nguyễn, Dung Mèo kêu vô chi, biết bị nghiện mà. Biết bị nghiện mà. À chị em đó hả? Vậy à. À cái chân váy rinh của Hiệp Nguyễn nè, 30. Con này 74 này mấy chị, dùm 53kg vừa không? Chắc không vừa rồi chị ơi. Thôi xả cái dùm đi, con dùm 50kg đổi lại thôi nha. Trời ơi con đầm bơi đẹp lắm mấy chị trong lớp nè. Đó, mê lắm rồi lấy rồi không biết có mang chưa nữa, hình như chưa luôn á. Bán đồ mà mấy chị em bán shop mà bao nhiêu cũng gom về hết á. Nhân viên em sợ có một like em lấy một lần gần 20 cái lầm á, xong em thì em cột một đống rồi em quên luôn, em không nhớ mặc luôn tại đồ em mặc hình gì tới nè. Cứ thấy đẹp là hút thôi, rồi kiểu dạng như là bao biện là sao, trời ơi đẹp vậy mà mấy chị không lấy bị ế rồi ế thôi, cô cầm về cô mang cứ vậy đó. À, dễ thương cho mấy chị, em cũng chưa mặc luôn, em nhớ là em chưa mặc. Em 74-75 đổi lại mang siêu đẹp luôn, mà đầm của em là cái form dài, tại chân của em nó hơi xấu, cái chân vừa nhỏ mà cái máu là không biết em quyết hình như nhóm máu ô máu mũi nó ghiền hay sao, mỗi lần em lai là y như rằng là bị mũi cắn, mà mình lai giống kiểu vô tri vô giác là mình cứ gãi rồi bắt đầu cơ địa sẹo thâm nữa, cái chân em cực xấu, lúc nào cũng bị sẹo là cứ mang dài dài như vậy đó. Rồi lên giùm em mã bi đỏ nha, bi đỏ em sale cho các chị 60.000, con này rất mới và rất đẹp luôn, bi đỏ 60.000, cái áo này em tặng luôn nha. Chị nào về phối được thì phối giùm em, lên giùm em mà tặng áo đỏ, tặng áo đỏ cột qua nè. Con này hơi bị xịn, nếu các chị ra mà mấy cái shop hàng mà của mấy hot girl thì nó bán cho các chị ít nhất con này phải tầm 400-500 nha, tặng áo đỏ ok luôn. Xả cái zoom ra của chị Nguyễn Hương này ra đi, 53kg là không vừa rồi. Đầm bi của chị Mộng Tuyền, đầm bi của chị Mộng Tuyền. Em bị vậy á chị Hạnh, em bị hoài á, cứ gần Tết là em ngồi em like là mũi nó có quất cái chân em tài le vậy á.
đó. Xong bắt đầu mấy chị cứ chọc là hột xoàn kim cương cứ nổi đó, bao nhiêu năm nay bị hoài à? Mà cứ sẹo này thâm là sẹo đến sẹo kia. Nằm bi của chị Mộng Tiền đẹp mà không có cái nào vừa. Tặng áo đỏ, lên tặng áo đỏ giùm em nhé, tặng áo đỏ cho chị Ngọc Út luôn nè, tặng áo đỏ của chị Ngọc Út. Tặng áo đỏ của chị Ngọc Út. Đây, tặng. Con này đập bếp. Rồi, cái chị cho em lại cái giá hầm bi. Cho em lại cái giá hầm bi cho mấy chị. Giá nhiêu vậy? Ê, cái chân váy này dễ thương vậy mà bữa giờ sao để đâu mất tích mất dạng vậy trời. Chân váy hơi bị xinh. Xù, chân váy này xinh không? Trời ơi, chân váy đẹp ghê, mất tích mất dạng bữa giờ không để ý thôi. Chân váy dài cái chị. Chân váy tầng này. Cưng cơ. Sao mình lại quên nó ta? Trời, dễ thương quá. Chân váy này 60kg đổi lại mang vẫn được các chị. Lưng khung nhé, 60kg đổi lại mang vẫn được. Lên giùm em mã chân váy này. Con này em chưa từng mặc luôn. Em xem luôn nha các chị. Con chân váy này là 80.000 nè. Rất đẹp. Các chị không mặc thì để em mặc thôi, chứ em chưa mặc bao giờ. Tặng áo đỏ em hết. Áo đỏ tặng em hết nha. Bi đỏ em cũng hết mất. Hả? Không biết. Dạ có nhiều lắm chị Nguyễn Xuyên. À bi đỏ 60. Chân váy tầng của chị Hạnh Nguyễn. Chết rồi mấy chị ơi, em dạo này sao em không nhớ gì luôn á mấy chị. Em không nhớ gì luôn, mới nói xong là em quên liền à. Chết rồi. Cái bi 60 nè. Bi là của chị nào đó. Bi đỏ của chị nào chốt cho một tiền đúng không? Còn cái chân váy này nhiêu quên rồi. Chân váy này bao nhiêu vậy chị Hạnh? Chị chốt xong rồi chị nhớ giá chị đổi giùm em quá. Chết tiêu luôn á. Dạo này sao mà không nhớ gì luôn trời ơi. Dấu hiệu của bệnh già rồi. 80 hả chị? Trời ơi, chết tôi rồi. Chân váy 80. Thực ra tại vì giá của nó em chỉ nhớ giá như vôi vô. Vô rồi nó không mất thôi. Rồi để trả cái đầm bi cho chị. Kéo ra mà chưa trả được. Đo cái con đầm đỏ đây. Bắt đầu lạnh. Đỏ eo 76, 78. Mất trí nhớ. Dạ em bị mất trí rồi chị. Biết sao á. Bữa giờ em đi đám cưới em thì em đường quá luôn hôm qua. Em đi nguyên ngày thứ 6, em đi nguyên ngày thứ 7. Xong cái là tối qua về cái đầu em mới giật bưng. Trời nó giật đầu giật kinh khủng luôn. Ồn ào mà đi tiệc nó nhiều quá, nó cũng mệt lắm chị. Con đầm đỏ này rất là đẹp luôn nè. Đó, eo 76 đổi lại mang được để em bận thử cho các chị con. Đẹp lắm à. Chị nào thích thì lên giùm em đầm đỏ nha. Em sale cho các chị 50.000 thôi mà đẹp lắm. Trời dễ thương luôn. Chị nào thích màu đỏ thì dài thì hốt con này. Bao đẹp luôn nè. Rộng rãi thoải mái. Coi giãn tốt luôn á chị. Mang đẹp lắm nè, cái tay nè. Xịt chưa. Có mang tới đâu mấy chị ơi. Nhiều quá mang không có tới luôn nè. Đó. Lên giùm em đầm đỏ nha nè. Có giãn nè các chị nè. Thích lắm, mang xuống lắm. Lên giùm em đầm đỏ 50.000. Đầm đỏ 50. Rồi con này cũng chưa từng mặc luôn. Đẹp xỉu luôn á. Con đầm dây nè. Đang còn phấn luôn nè mấy chị. Đây, đang còn phấn may luôn. Chưa giặt luôn. Không. Kết ngọc nè. Ở dưới nè mấy chị. Đẹp chưa, đuôi cá. Đó, là tàn lựa đồ đỉnh xong rồi bắt đầu để. Quên cha đâu có nhớ mang. Đồ của Trâm không à, đồ thanh lý á Ngân ơi, đồ mình thanh lý. Chào bạn Ngân nha. Zoom sơ mi, đúng rồi, zoom cổ sơ mi siêu đẹp nha Hoa Biển ơi. Nếu như nàng nhỏ nhỏ con á, lấy cái zoom mang đi, cái zoom đẹp lắm, đưa cái zoom đi xù. Cái zoom có 70.000 siêu đỉnh luôn á.
mua mấy trăm ngàn luôn á. À, đầm đỏ, đầm đỏ của chị Ngọc Út nè, đầm đỏ. Dạ toàn đồ đẹp, đồ của em mà yêu lớn lâu đâu cũng có chị, em mê quá em cầm về chứ em đã mang đâu, có nhiều cái anh mang tới đâu. Con này em 80-82 luôn nè, vì lý do hơi rộng nhưng mà thích là vẫn lấy thôi ha. Rồi lên giùm em xanh rêu, con này siêu xịn luôn. Để giờ các chị không lấy thì em đem qua em treo bán, tại vì em đã chưa từng mặc luôn, em cũng chưa từng mặc mà đang còn phấn may luôn nè, lấy mà cũng chưa từng mặc tới, phấn may luôn mà rất là đẹp. Lên giùm em mã xanh rêu, con này em sale cho các chị 150, các chị mang không đẹp không lấy tiền luôn nha. Chất rất là xịn, ở trong nó đính đó nè, các chị thấy không, đính đinh nè, đính rất là kỹ luôn ở dưới nè, siêu siêu đẹp luôn. Đính ngọc, chị nào mê ngọc trai như em là hốt con này, em thấy ngọc trai nhiều quá em hốt mà em đã từng mặc đâu. Chị Trần Thanh Thúy ơi, con này siêu mới nha, xanh rêu nè, eo 80-82, chị Ngọc Trinh vừa không ạ? Chị Ngọc Trinh vừa nè, thôi chốt cho chị Ngọc Trinh đi, 150. Em chốt cho chị Ngọc Trinh nha. Đầm đỏ 50 em hết rồi. Chị Ngọc Trinh ơi, con này đẹp lắm nha, con này siêu đẹp, hàng mới cứng luôn. 150 này là em sale cho vui vậy thôi, các chị không lấy thì cũng đem qua chân bán thôi, đã bận bao giờ đâu. Xanh rêu em hết à, chị gì, chị Hoa Biển ơi, dung cổ sơ mi nha, dung cổ sơ mi đẹp lắm nè. Bà mà ốm ốm, bà nào ốm ốm mua gòm gòm tí xíu là mang đúng bài luôn nha. Đó, đúng bài luôn, nói chung là dưới 50kg mang đẹp. Dung 70 ngàn, dung 70 ngàn, mua con này cũng phải 300 mấy mà chưa từng mang. Dạ ok chị Ngọc Trinh, em chốt cho chị rồi á chị Trinh ơi, 150 em chưa mặc. Con đầm em chốt cho chị Ngọc Út 50, em đang mặc con này. Bể cái à đâu có, trời ơi con dập ly, nghĩ sao mà lại quên con này vậy ta, nó đẹp vậy mà sao mình quên, trời trời ơi là trời, quên luôn, để bị dơ luôn. Dung cho Hoa Biển nè, hello người đẹp Thu Hằng Phạm nè. À, các chị săn đi, trong này đồ của em đồ mới nhiều lắm, có những cái bao em còn nguyên bịch bự vậy nè, em chưa khui luôn. Lấy mà chưa từng vui, mà có nhiều cái rất là rộng để chờ để đi bóp, nhưng mà rồi hoài hoài đâu có đi bóp đâu. Như con này E76 lần nè, E76 lần nè hả, đó là giờ tí xíu nhưng mà rất là đẹp luôn. Cái dập ly của nó này các chị, dập ly cực đẹp luôn, E76 bận 30 luôn. Em bận sơ thử cho các chị coi nha, em bận hơi rộng, bận hơi thì rộng. Cái dung chất cho chị Hoa Biển nè, dung 70, dung đẹp. Rồi cái con dập ly này E70 cho đến 76 mang đẹp, 70 thì hơi rộng ha, nhưng mà kệ nó, eo từ 70 nói chung lớn hơn em chút xíu là mang được. Eo của em có 62, bữa nay ốm rồi chứ, đi đám cưới riết mà ốm xuống ký, đi đám cưới có ăn được con khỉ gì đâu, đã vậy ồn ào quá xong người nó mệt, cái về cái đừ không ăn nổi luôn. Nghĩ sao 3 ngày mà 7 cái đám cưới thì đi kiểu gì đó chị. Đây con này dễ thương chưa, đẹp lắm đó. Ôi trời ơi, tụi nó không có sạc bên cạnh tao, nó sạc cái điện thoại. Chờ em một chút, em sạc cái bên điện thoại của chị. Hết điện đó. Nha các chị nha, về giặt giúp em, rất là mới, quên lửng luôn. Em bận mì rộng nè,
Em bận mì rộng ít nhất cũng phải 10 phân. Con này khoảng tầm eo 74. Eo 74 mang đẹp nhé. Áo khoác nãy giờ quá trời luôn á Ngân. Nãy giờ áo khoác giả, áo khoác đủ kiểu luôn á. Nãy giờ bác quá trời. Rồi dập ly con này hơi bị dơ tí xíu, về giặt giúp em. Con đã 50. Sale luôn nha các chị. Cái con dập ly này là 70.000 đi. Về giặt giúp em nha. Không có vấn đề gì hết á. Về giặt 70.000 nè. Lên giùm em mã 70 đi các chị. Chị nào vừa thì ăn chốt giùm em nha. Lên mã 70 giùm em. Mã 70 giúp em nha. Lên 70 ạ. Con này cũng dễ thương. Dạng như đầm yếm. Đầm yếm phong dài nè. Em thì đồ của em toàn phong dài không ạ. Chị nào mà cùng gu quá thì đúng bài. Con này eo 72. Eo 72 ha. Đây. Eo 72 xe cho các chị 40.000 nha. Lên giùm em mã đầm yếm. Đầm yếm 72. Mang rất là đẹp. Mã 70. 70 của em chuyên trần nè. 70 của chuyên trần. Lên giùm em mã yếm. Yếm. Rồi không biết mới nó sale bao nhiêu. Bao nhiêu tiền vậy mấy chị? Bao nhiêu tiền vậy? Đầu óc em đang đau đầu lắm cho nên em không có tập trung em nhớ đâu. Bao nhiêu thì các chị nhớ nói giùm em. Cái đầm nu bao nhiêu, cái yếm em sale bao nhiêu? Trời ơi, cái áo bận đi đánh tennis mà quên luôn. Mà bữa giờ đâu có đây đánh tennis đâu. Cái gì? Phải mới nói gì? Barbie hả? Barbie. Nu 70, yếm 40. Dạ rồi, cảm ơn các chị. Rồi dạ cảm ơn chị mấy chị nha. Đầu óc em bữa nay em đau đầu á, em không nhớ gì đâu. Chị nào lấy cái yếm thì lên giùm em mã yếm nha. Chị nào lấy yếm lên giùm em yếm nè. Mấy cái này thì chắc không bán rồi. Mấy cái này để em, mấy cái này xíu nữa em like em tặng hết cho mấy chị. Cái này là hồi em rảnh rỗi em còn đi đánh tennis nè mấy chị nè. Đồ đánh tennis nè. Giờ đâu có. Hồi đó đi kiếm đánh tennis để kiếm đại gia mà cuối cùng vớ được thằng lượng banh đó mấy chị. Đó, cho em đi đánh tennis để kiếm đại gia. Kiếm không ra. Bái bi. Bái bi cái gì là bái bi. Mây trắng hả? Chị mây trắng lấy cái yếm đúng không chị? Ok chị mây trắng nè. Chốt yếm cho chị mây trắng nha. Yếm 40. Yếm 40, nu 70. Nu 70, yếm 40. Chờ em xíu em like em tặng cho các chị cái mấy cái đồ thể thao. Các chị đi đánh bóng chuyền với lại đi đánh tennis là ok luôn. Bái bi. Bái bi. Con này eo 70 à. Đuôi cá ren. Rất là đẹp luôn. Eo 70, 72 thôi. Còn lớn hơn là không vừa giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đuôi cá ren màu đen. Rất đẹp. Con này hình như em cũng bận một lần nè. Nhưng mà không biết bận khi nào. Nói chung nghe mùa nước giặt là mình nghĩ mình mặc một lần. Vậy thôi. Còn chưa nghe là có nghĩa là chưa mặc. Còn không nhớ mặc lúc nào. Con ren này em sale cho các chị 40.000 nha. 40 lên giùm em mã ren đen. Ren đen nè. Ren đen lên giùm em mã ren đen ha. Yếm nè. Ren đen cũng đẹp nhưng mà eo nhỏ nha mấy chị. Ren đen đẹp lắm, eo nhỏ. Lên giùm em mã ren đen. Ren đen eo nhỏ lắm mấy chị nha. Eo chỉ có dưới 72 thôi ha. Con đầm sọc tay phòng nè. Đầm sọc nè, tay phòng. Rồi con này tặng cho các chị luôn mang chơi nè. Lên giùm em mã tặng đầm sọc nha. Tặng đầm sọc tay phòng. Ren đen của chị Phạm Như nè. Ren đen của chị Phạm Như 40.000. Phải nhớ, chịu khó nhớ giá chứ không thôi bị mấy chị chửi chết. Cái đầm nu. Đầm nu đưa chưa? Bãi đi. Bãi đi. Bánh mảnh.
tặng đầm sọc giùm em ha. Tặng đầm sọc của mây trắng nè. Tặng đầm sọc của mây trắng ha. Tặng đầm sọc của mây trắng nè. Đen con nhỏ nó đi đâu rồi, nó chạy vô mất tiêu sao kéo rồi cái váy. Đây mấy chị này đẹp không? Con này em xin con này là hàng thiết kế của em. Con này eo 72, 74 thoải mái à. Có chất co giãn nha. Đây, có túi luôn. Mẫu này tặng luôn cho các chị nha. Tặng này, lên giùm em tặng caro luôn. Tặng caro, định sale 10.000 nhưng mà thôi em tặng cho mấy chị. Tặng caro giúp em nha. Bờ ra trắng mấy chị. Bờ ra trắng bỏ này cũng quên luôn, không nhớ. Về ngắm tóc tẩy giặt giùm em, bỏ đây nó hơi dơ một tí xíu. Bờ ra chưa mặc, lấy mà chưa mặc. Bờ ra trắng nha các chị nhé, sale luôn 30.000, 30.000 lên giùm em mã bờ ra. Bờ ra 30. Tặng caro giùm em ha. Tặng caro, tặng caro của chị Thu Hằng Phạm. Tặng caro của người đẹp Thu Hằng Phạm. Đen 40. Bờ ra giùm em nhé. Bờ ra chị nào lấy thì lấy. Cái chân váy này size S 10.000 là giờ em mặc cũng không vừa rồi. 10.000 chân váy đẹp lắm ạ. Nhìn vậy thôi mang rất là đẹp. Các chị phối giùm em cái áo đỏ hoặc là cái áo đen, mặc rất là đẹp luôn. Lên mã chân váy giùm em size S ha. Chân váy 10.000. Lấy 10.000 lấy cho vui vậy thôi. Dễ thương chưa? Cái đầm sọc nè, hơi bị đẹp luôn. Sọc xanh, sọc xanh size S, sale luôn 10.000, lấy tiền bao bì thôi các chị. Lên mã sọc xanh giùm em size S nha. Chốt khó quá hả chị? Chốt tặng thì khó, chốt mua rất dễ lắm. Chân váy của chị Bảo Nam Nguyễn 10.000 nè. Sọc sọc co giãn thoải mái nha. Đây, co giãn thoải mái. Các chị có thể xả bên ra được. 10.000 luôn. Chân váy 10.000, caro là tặng. Tặng caro. Sọc xanh cho chị Bảo Nam Nguyễn. Sọc xanh của chị Bảo Nam Nguyễn 10.000 luôn. Con đó bao nhiêu biết không? Con đầm nu của mami đang bằng 70 nè. Chờ chút đêm chờ đó, lấy muốn thì lấy cho vui vậy thôi. Quần đùi có bao giờ mặc đâu, định mặc ở nhà mà cũng không có rảnh ở nhà để mà mặc quần đùi luôn mấy chị. Xét đùi nè các chị ơi, nè đang còn chỉ chưa cắt luôn. Xét bi đùi các chị, xét này 55kg đổ lại giùm em nha. Lên giùm em mã xét đùi này, em sale 50. Xét đùi 50. Lên xét đùi giùm em nha. Xét đùi giùm em 50. Dạ chị Năng Lê, cái sọc nó nhỏ lắm á chị vừa không? Xét đùi của chị Bích Vang nè. Xét đùi của chị Bích Vang 50 nè. Cái đó là gì? Cái nu là 70 đi như trước đi. Lát nữa mới cởi ra trả cho chị. Xét đùi 50. Đầm này em tặng luôn nha. Lấy nhiều em tặng đầm sọc nha. Tặng đầm sọc. Tặng luôn ạ. Tặng đầm sọc giùm em. Xe cho các chị tặng nha, các chị về mang chơi mà. Trời ơi, cái bộ này như thế này. Trời
dạo này để dành Tết anh ăn được không? Hoa bộ này để dành Tết mang đi, lấy mà chưa từng mang luôn. Tặng đầm sọc giùm em, tặng đầm sọc của chị Bích Vang. Chân váy 10.000. Tặng đầm sọc của chị Bích Vang. Các chị về không mặc thì đem cho, đem tặng, đem biếu gì cũng được đó các chị. À, con váy này, váy hình dễ thương luôn. Con này á, thực ra là nó phong suông xuống, nhưng mà em không thích suông, em bóp lại một chút xíu ở đây nè. Không thích tầm suông mấy chị, thích mang dài nhưng mà thích hơi ôm ôm. Đây, thích quá thì lấy thôi. Đó, phong dài như này nè, ôm ôm, ôm xuống rất là dễ thương luôn. Đó, bóp rồi. Đây, sale cho các chị 10.000, 50kg đổi lại mang đẹp 10.000 nha. Lên giùm em sọc đen, sọc đen 10.000. Ê, cái áo con áo khoác đẹp kia nè, sọc xanh 10.000. Hai cái caro, cái caro với cái sọc đó là tặng. Con áo khoác đỏ 60kg đổi lại vừa các chị, len mỏng nha. Khoác len mỏng này các chị, siêu đẹp luôn. Rồi, sale luôn nha các chị 30. 30 lên giùm em mã len đỏ. Len đỏ 30.000. Đầm mình mặc hết mất rồi. Sọc đen của Hiệp Nguyễn. Sọc đen 10.000. Đến chơi mà cho vui. Rồi, len đỏ 30. Lên len đỏ giùm em ạ. Len đỏ 30. Trời ơi, có quần rinh của ai ta? Quần rinh này em không có mặc đâu, em like á. Em like xong rồi em để vô nè. Like xong quên á, nè đang còn chưa ký kéo rồi cũng không chưa từng giặt luôn. Nhiều lúc mặc like xong quên. Trời, quần đùi rinh các chị ơi, sale luôn nha các chị 30. Lên đùi rinh giùm em nha, đùi rinh 50kg đổi lại mang đẹp. Đùi rinh len đỏ. Dạ có nhiều lắm, khoác len đỏ cho chị Phạm Như nè. Cho chị Phạm Như 30. Đùi rinh 30 đúng chị, 50kg đổi lại lên đùi rinh. Cái con sọc đen nó 10.000. Sọc đen 10.000, đùi rinh của chị Mây Trắng nè. Đùi rinh 30 của chị Mây Trắng. Mày nhìn yếu dữ chờ chờ hoài mới thấy ra cái bi. Làm bi hồng đẹp cho nên mấy chị. Không bi hồng nhá, form dài nè. Trời ơi siêu siêu đẹp luôn. Bi hồng eo 74 đổi lại ạ. 70, 72, 74 form dài nha các chị nha. Bi nè. Đó, form dài, đẹp lắm. Rồi, xem luôn nha các chị 50 lên giùm em mã bi hồng. Bi hồng 50 ạ. Lên mã bi hồng giùm em. Trời, cái này là cái set nè. Lấy mà chưa bận luôn, nó cũng không biết đâu rồi. Bi hồng giùm em ha. 50. Trời ơi. Cái này là cái sinh văn ấy hả? À, không mặc thì lấy làm cái gì trời. Chân váy hoa này mấy chị ơi, co giãn đằng sau nha. Eo 80 đổi lại vừa nè. Lên giùm em váy hoa, em sale 50.000 luôn ạ. Lên váy hoa 50.000. Từ 50 cho đến 60kg mang thoải mái. Bi hồng giùm em ha. Khoác nam không có nha Nguyệt Lâm ơi. Khoác nam ông chồng cũng bận kỹ lắm. Bi hồng của chị Hạnh Nguyễn. Bi hồng 50. Cái gì? Len đỏ 30. Con đầm sọc 10.000. Đi chưa? Đầm sọc đen nhỏ nhỏ 10.000 nha. Bi hồng em hết. Váy hoa của chị Toan Nguyễn Thị. Váy hoa em chưa mặc bao giờ, 50.000.
Ủa giờ chưa chốt được cái gì hết hả? Bi hồng 50, hai cái đó đều 50 hết. Hai cái đó đều 50. Cái nào mà ấy quá thì em bỏ ra thôi chứ em không có bán đâu mấy chị. Đẹp chưa? Con này đẹp chưa? 5 dây nha mấy chị nhé. Lấy mà đã mặc đâu. Dây rêu sale luôn nha các chị, 30.000 nha. 30.000 lên mã dây rêu. Con này eo 74 ạ. Eo 74, 76 mang được, lên giùm em mã dây rêu 30. Mới cứng gần cân luôn. Thề với các chị em chưa mặc lần nào luôn. Chưa hề mặc tới luôn ạ. Dây rêu giùm em ha. Trời ơi con đầm đẹp vậy. Đầm hoa đen đẹp quá mấy chị. Không chốt được. Con này eo 74 đổi lại nè. Trời ơi đầm xịn lắm. Đầm hơi bị xịn sò luôn. Hàng của mình nè. Eo đẹp chứ. Rồi lên giùm em mã đầm hoa nha. Form rất là đẹp. Eo 74 đổi lại. Đầm hoa này em sale 100.000 nè. Đầm hoa nha các chị nha. Có túi luôn. Lên đầm hoa giùm em. Siêu xịn luôn. Đầm hoa. Đầm hoa 100 ha. Đầm hoa đen 100 cho Dung Mèo nè. Con này siêu xịn nha. Mạng, do mạng á mấy chị, mạng yếu á. Đầm hoa 100 đẹp lắm luôn. Xịn ơi là xịn. Rồi, để trong này lâu ngày nó bị ấy rồi. Uổng ghê á. Hơi chật rồi. Mây bẩn hơi chật rồi. Trời ơi, để này không mặc là nó vẫn bị ấy màu qua, mấy chị cũng ghê á. Có nhiều sắc đẹp quá trời. Hoa đen 100. Ủa chứ con đầm này lấy đâu, đâu có mặc tới đâu. Đầm suông đấy chị, đầm suông nhá. Xem với chị 20 men cho vui nhá. Lên giùm em bảo đầm suông. Chưa mặc bao giờ luôn. Con này like xong rồi lên là cứ quăng vô trong bịch là quên luôn mấy chị này. Đây. Lên giùm em đầm suông 65kg đổ lại. 20.000. Con đầm maxi. Maxi nha các chị, 20.000. Lên giùm em mã maxi 60kg đổi lại vừa nè. Lên maxi 20.000. Em chả biết em bận chưa. Đầm su. Thích áo khoác à? Toàn nhỏ xíu là lúc trước mua của chị 3 áo khoác nam trong xã, giờ cũng hơi cũ rồi. Hàng nam năm nay nó không sale quá Nguyệt Lâm ơi. Đầm suông của Kim Khánh nè. Đầm suông 20 của Kim Khánh nè. Maxi của chị Hạnh Nguyễn. Maxi 20 của chị Hạnh Nguyễn. 60kg thoải mái á. Áo khoác nãy mới lên được một bao à Ngân ơi, đang đâu mất tiêu rồi á. Mới lên được có một bao. Đấy chị, maxi luôn á chị, 20.000 nha. Sale luôn nha chị cho nó hết. Maxi dây, lên mã maxi dây giùm em 60kg đổi lại vừa, 20. Maxi dây giùm em luôn. Maxi dây. Hả? Có mà, bill đó, bỏ chung kìa, đầm suông với maxi đó. Hai cái đó đều 20 hết. Maxi dây cho chị Hạnh Nguyễn. Maxi dây 20 cho chị Hạnh Nguyễn. Con này lên giùm em mã maxi rin. Maxi rin này các chị, 20 luôn. 60kg rồi lại mang thoải mái. Em mang bị rộng lắm, không mang được. Bị rộng 20 nè, maxi rin 20 luôn. Em xin tiền ấy thôi. Xin tiền
Ủa cái này bữa hôm em like có chuyện lấy mất tiêu rồi mà tao giờ sao không làm đây ta. Nhiều lúc cũng quên luôn á. Có mấy bà nó ủa chị chốt được 3 cái mà nó mất tiêu. Trời ơi. Con này eo 74 à, eo 74 sale luôn nha các chị, 40 ngàn, xịn lắm luôn nha. Và trong lót nè, xịn lắm. Lên giùm em mã 74 nha, maxi dây em hết. Maxi rin của chị Trang Tôn nè, 20 ngàn. Maxi rin. Rồi lên luôn giùm em mã 74. 74 40 ngàn luôn các chị nha, xịn lắm, xịn sò luôn. 74 40 ngàn. Rất là xịn. Cái áo ren trắng mấy chị? 20. Chốt hoài không được hả? Thi Hiền ơi, để lại số điện thoại chốt cái 74 40 ngàn nha Thi Hiền. 74 40 ngàn nha. Không được em nào luôn rồi. Rồi cái áo ren trắng mấy chị, bận với bờ ra ở trong, bận với bờ ra trắng ở trong đẹp nè nha. Áo ren trắng 60kg đổi lại vừa. Chị nào thích thì hố con này mang. Cũng chưa bao giờ mang luôn. Phối với chân váy rồi gì đều đẹp hết. Lên giùm em mà áo trắng sale 30 ạ. Áo trắng em sale 30 nha. Rồi con áo này em tặng luôn. Chị nào lấy lên giùm em mà tặng trắng. Tặng trắng nha. Tặng trắng ạ, em tặng luôn. Trời ơi con nằm siêu đỉnh luôn. Đẹp ơi là đẹp. Để quên luôn, không nhớ. 20 luôn. Bảy tư của chị Thi Hiền nha. Chốt cái 74 cho chị Thi Hiền nè. Inbox cho My cái inbox cho My cái địa chỉ. Con này 40. 40 của Thi Hiền. 40 nè. Áo trắng của Lan nè. Áo trắng của em Lan. Áo trắng 30. Con đó 40. Áo trắng 30. Tặng trắng giùm em nhé. Tặng trắng ạ. Tặng trắng của chị Toan Nguyễn Thị. Tặng trắng. Con này em coi thử bao nhiêu. Con đồng này đẹp quá trời. Con này eo 74. Eo 74 các chị lên giùm em mã vàng nha. Con này 70 ngàn. 70 ngàn lên giùm em mã vàng. Con này 30. Con này tặng. Đẹp không? Sắc luôn. Lên giùm em mã vàng nè, vàng 70. Vàng. Vàng của chị Năng Lê nè. Vàng của chị Năng Lê 70 ngàn ạ. Không vừa rồi hả? Đó, chị chốt xong rồi. Không, không, 57 ký không vừa. Em đo em rồi có 74 à. Chốt qua cho chị Phạm Như đi. Buồn. Trắng 30. Không vừa đâu chị. Mày không vừa nha. Em chốt qua cho chị Phạm Như. Eo 74 à. Chị căn cứ vô eo giúp em. Chị mà chốt đồ của em á thì chị đồ của em mặc á thì chị có là chị chốt giùm em cái đầm suông maxi hoặc là mấy cái áo khoác đồ này kia thì vừa thôi, chứ còn đầm mà đầm xòe đầm đồ của em là chị chắc chắn không vừa rồi, tại vì em đây một set này cũng đẹp ạ. Set quần đùi em lấy nhiều lắm mà em có mặc tới đâu này. Thích đó mấy chị, thích rồi lấy vậy thôi. Đó, xếp này thì size S nha mấy chị nha.
size S nè. Trời ơi, đẹp. Đây, set S đấy chị nha. Siêu siêu đẹp luôn. Rồi, sale luôn nha các chị set này. 40.000 lên giùm em mã set S. Set S 40. Đây, chị nào lấy thì lên giùm em mã set S nha. Ở đây nó đi size size M, nhưng mà em thấy cái eo nhỏ nhỏ. Set S. Đầm vàng em hết rồi, đầm vàng hết mất rồi hả? Rồi set S. Set S cho set S cho xăm xăm nè. Set S xăm xăm 40. Này là gì? Rồi cũng chưa từng mặc tới lắm. Set này cũng đẹp lắm nè mấy chị ơi nè. Đẹp lắm. Cũng không mặc tới luôn. Đây, dễ thương chưa? Set này mang đi biển, mang đi chơi gì cũng được à. Eo khoảng tầm 72-74 nha. Lên giùm em set đỏ ở trong có quần nè mấy chị nè. Set đỏ ở trong có quần, set này 50 nha. Lên mã set đỏ giùm em size M mang đẹp nè. Đó, mang đi biển rồi gì cũng xinh lắm. Lên mã set đỏ giùm em. Set đỏ 50 ạ. Đẹp lắm, chưa mặc bao giờ. Chị My ốm nhơ mà. Bữa đây mập hơn rồi. Bữa đây mập hơn chút rồi. Trời ơi, đó con zoom luôn á chị. Zoom đùi nha. Đó, thích thì lấy vậy thôi, có bao giờ mặc đâu nè. Hơi bị xinh luôn. Nó còn cái nơ nè, zoom đùi nè. Con này khoảng eo 74. Chị đẹp nào mà mang được cái zoom đùi này thì thôi khỏi nói luôn, đẹp lắm. Lên mã zoom đùi giùm em. Con này cũng sale 50 luôn. Dùm đùi em 74 đổi lại nha. Lên dùm đùi giúp em 50. Đó, chưa mặc bao giờ. Sale cho vui vậy á. Rồi xét luôn. Trời ơi xét dễ thương nghe nè. Xét ống đỏ, đỏ ống rộng các chị. Xét đỏ ống rộng, siêu đẹp. Mấy con mà em chưa từng mặc đó là em sale cho các chị giá cao hơn một chút xíu. Tại mình đã mặc đâu. Đó, xét đỏ ống rộng ạ. Đây, ống rộng nha, crop top. Lên mã xét đỏ giùm em 50.000, chưa mặc luôn. Xét đỏ 50.000, 50kg đổi lại vừa nha. Lên mã xét đỏ giùm em. Áo nè, đã mặc đâu á chị nè, còn mạc luôn nè. Không, chưa mặc tới, lấy vậy thôi chứ không mặc nè. Thích thì lấy mang cho, nói chung là để vô cất vô cho nó vui vậy thôi chứ. Đây, nói như vậy mấy chị nha. Cột cái nơ ở sau cổ này nè. Rất là dễ thương nè. Con này 60kg đổi lại, lên giùm em mà áo đỏ. Áo đỏ 50.000. Áo đỏ 50.000 ha. Dung đùi của Nhung La nè, 50. Dung đùi của Nhung La 50. Xét đỏ của Nhung Vũ 50. Xét đỏ của Nhung Vũ 50. Áo đỏ 50. Ủa chết rồi. Cái này cũng xét đỏ. Rồi cái này lên Nhung Vũ lấy xét nào nè. Xét crop top giùm em nha. Xét đỏ rồi xét crop top giúp em. Xét này là xét crop top nha. Xét này thì size nhỏ thôi, không có 50kg đâu. Xét này tầm 45kg thôi các chị nha. Đó, bill nè. Ủa quăng quăng có bill rồi mà. Nhung La đó. Ra bill rồi người ta. Tôi đang vừa ra gặp ra lại luôn. Xét crop top cho Nhung Vũ. Nhung Vũ lấy xét đỏ luôn hả Nhung Vũ ơi? Hay là chị lấy xét crop top thôi? Lấy xét đỏ luôn hay sao? Lấy xét đỏ để dành đi biển kìa, hơi bị đẹp luôn. Xét này cũng 50. Nó chân sâu kìa. Rồi áo đỏ giùm em nha. Áo đỏ phải, hơi bị đẹp. Áo đỏ còn mới cứng chưa mặc lần nào, 50.000. Hả? Áo này mới bự trong lô 65 này các chị. Đó, đẹp chưa? Lên mà áo đỏ giùm em, 60kg đổi lại mang đẹp 50.
Rồi ok. Áo đỏ 50. Trời dễ thương nè. Con này đẹp lắm nè mấy chị. Áo đỏ của chị Toan Nguyễn Thị 50. Con này đẹp lắm. Con này 50kg đổ lại mang đẹp giùm em nha. 50kg đổ lại mang siêu đẹp. Coi giãn thoải mái. Chắc lên nha các chị nha. Xem cho các chị 30. Lên giùm em hẳn lên. Lên lên 30 à. Mã lên 30. Mấy con này mới quá, mới cứng luôn. Lên mã lên giùm em 30.000. Len của Dung Mail 30. Áo đỏ 50 nè. Len của Dung Mail 30 nè. Hình như là hết cái bill rồi. Thôi tao lấy giùm em cái bill quá. Hả? Đây nè các chị, thấy chưa? Đó, trong bao mà đang còn mạc chứ đụng tới luôn á. Cái này các chị biết vì sao em thích không? Nó có cái bo bo ở chỗ này nè, nó ôm cái bụng rất là đẹp. Trong cái bịch bao ni lông á, bữa em xù lấy một lần rồi đó. Cái này eo khoảng tầm 72 nha các chị nhé. Size S nhưng mà eo khoảng tầm nói chung dưới 70 đi, dưới 72 đi. Dưới 72, chân váy chưa mặc lần nào, còn mạc luôn. Thích thì lấy vậy thôi, mạc xịn sò luôn nè. Đó, chất rất là đẹp luôn ạ. Chất cực kỳ đẹp luôn. Xem luôn nha các chị. Chân váy này 40.000 nha. 40.000 lên giùm em mã chân váy đỏ. Dập ly luôn, đẹp quá. Chân váy đỏ giùm em nha. Len nè. Len của Dung Mail 30. Len 30 rồi. Chân váy đỏ ạ. Gì sao? Trời ơi, lấy nó khô rồi, đã mặc nó trời. Chân váy của Nhung La, áo đỏ 50. Chân váy của Nhung La 40. Xịn sò, chưa mặc. Áo sơ mi. Sơ mi đỏ, sơ mi đỏ mà gài nút như này nè. Chị nào size S mang đẹp. Thấy luôn á. Cuối vậy cũng vẫn thấy luôn. Đây. Con này sơ mi size S này chị đã gài nút bấm 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 thôi này. Này là các chị này, chị có hàng hiệu mới có thôi. Đó, tặng cho các chị luôn nha. Lên giờ em mã tặng sơ mi đỏ, siêu đẹp luôn, siêu xịn nữa. Tặng sơ mi đỏ. Lên tặng sơ mi đỏ nha. Lên mã tặng sơ mi đỏ giùm em. Rồi cái áo khoác len ngắn tay à, xem luôn nha các chị, 10.000 cho vui ha. Đây, lên giùm em mã len xanh, khoác nhẹ nha các chị nha. Khoác nhẹ thôi, nhưng mà rất là dễ thương luôn. Đồ em thì các chị biết rồi, em toàn chuyên về phong cách thời trang thôi, chứ còn em cũng không quan tâm đến thời tiết với lại mọi người nghĩ gì đâu. Em thích là em lấy em mặc thôi, đó em phối như vậy. Rất là xinh luôn. Lên giùm em mã xanh 10.000. Len xanh 10.000. Ok, len xanh cho chị Hạnh Nguyễn. Tặng sơ mi đỏ cho chị Bảo Nam Nguyễn. Đi xong. Chân váy đỏ 40. Còn cái đi này không sao? Hết rồi. Hết rồi. Rồi nó ôm như nó hết chân. Tặng đâu rồi? Cái tặng là cái gì? Tặng sơ mi đỏ. Cái này tặng này. Cái này 10.000. Rồi con dâm luôn á chị. Dâm xong nha.
nhâm xanh. Ở đằng sau là cổ V, à, lưng V, à, lưng V nha các chị nha. Rồi, nhâm xanh. Cái này em sale cho các chị, chị nào thích cùng gu thì em sale tặng cho các chị 20 ngàn luôn. 20 ngàn L74 đổi lại nè, lên giùm em nhâm xanh 20 ngàn ạ, à, L74 đổi lại. Vừa sale vừa tặng cho các chị về men luôn, các chị không men thì mới men. Đầm len luôn các chị, đầm len cổ lọ. Bẻ ra đầm len nhá, form dài qua gối ạ. 50kg đổi lại, lên giùm em mã đầm len nhá. 50kg lên mã đầm len này, cổ lọ rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là đẹp. Lên đầm len giùm em sale cho các chị 50. Chưa mặc bao giờ. Đầm len sale cho các chị 50 ạ. À, dâm xanh của chị Bảo Nam Nguyễn nè. Dâm xanh. Ủa dâm xanh lên sale bao nhiêu quên mất tiêu rồi các chị. Lên giùm em mã len cổ lọ nhá, len cổ lọ. Để cho mình mặc. Chưa mặc bao giờ, để cho mình. Dâm xanh sale như trời. Ơi luôn. Không nhớ luôn. Trời ơi cái đầm ren này đẹp chưa, lấy mà cũng không chịu mặc luôn mấy chị ạ. Con này L72 ạ, sale luôn nha các chị 40.000 nè, 40.000 lên mã 72. Trời ơi cái chất ren nó đỉnh ơi là đỉnh lắm, đẹp cực kỳ luôn mấy chị, đẹp lắm, màu cũng đẹp lắm. Ở đây đang còn đính giá này là các chị biết em chưa mặc bao giờ rồi nè. Đây mặc thì giặt rồi là nó sẽ bay mất tiêu đúng không nè, vẫn còn giá luôn này, giá là 320, giá 320 nè, còn nguyên si luôn, chưa từng mặc là các chị hiểu rồi đó, còn nguyên luôn. 20 ok nè, dâm xanh 20. Đầm len của chị Nguyễn Hường nè 72, của chị Thu Hằng Phạm đầm len 50. Đầm len 50 ha, đầm len thì chắc của nó coi dạng thoải mái lắm. Đầm len 50. À, 72. 72 của chị Thu Hằng Phạm xem đi. 72 hết mất rồi Kiều Anh ơi. Bao nhiêu tiền quên rồi. Thu Hằng Phạm bao nhiêu đây? Đầm ren bao nhiêu người đẹp? Trời ơi, hôm nay thôi các chị chịu khó nhớ giùm em đi. Hôm nay em đau đầu, em không có tập trung được, không tập trung nhớ được, nhức đầu lắm. Mấy ngày đi đám cưới quá trời luôn, nó nhức đầu ạ. Con này cũng chưa mặc nè, lấy để định mặc phối ở trong nhưng mà chưa bao giờ mặc luôn. Coi đó đi, đó đẹp lắm. 55kg đổi lại chứ, ren đỏ có hai lớp xịn luôn, ở trong có lớp lót này mấy chị này, rất là xịn luôn, mà chưa từng mặc luôn. Đó, chị nào vùng lạnh lạnh mang ấm cổ đẹp lắm. Lên giùm em mã áo ren sale cho các chị 40 luôn, áo ren hàng xịn nha. Áo ren à 40. Đầm len 50, cái này 40. Áo ren giùm em nha, áo ren các chị không lấy thì em lấy cũng được, em chưa mặc bao giờ mà. Rồi cái chân váy nè, chân váy size M màu đen nè các chị, chân váy hàng dài nha. Đây, dễ thương chứ. Nó sẽ ở một bên đùi, ở trong có lớp lót. Chân váy hình như cái này em nhớ có một phép hay sao á. Một phép chứ không phải cái chân váy không đâu. Bây giờ nó mất tiêu rồi. Thôi kệ, không nhớ ra đó. Bây giờ có cái chân váy, bán cái chân váy thì bạn được tính. Nhớ vậy nhưng mà không biết đâu mất tiêu rồi. Con này L74 à. Chân váy L74 nhá. Lên giùm em mã chân váy 40.000, xịn sò. 40.000. 72 em hết, áo ren. Áo ren cho bạn Ngân Trần này, áo ren đẹp lắm Ngân ơi. Áo ren đỏ đẹp lắm. Chưa mặc. Áo ren 40. Áo ren em hết. Chân váy 40 cho Thi Hiền nè. Chân váy 40 của Thi Hiền. Cái này nếu có một cái áo gì nữa mà quên rồi. Mặc phép. Cổ cũng cao luôn nha các chị nhé, cổ cao như này nè, nhưng mà nó là form ôm. Rồi, tặng cho các chị luôn. Lên giùm em mã tặng áo đen 55kg đổi lại thoải mái, có giãn nè mấy chị.
tặng áo đen nhé. Ừ. 40 hết hai cái đó. Tặng áo đen giùm em tặng nha. Sao cái chân váy cũng dễ thương này, xuống này. Chân váy chống nắng nè. Tìm cái không đẹp cũng khó à. Thấy có áo bò, có áo bò chị em luôn à, tặng áo đen, tặng áo đen cho Dung Mèo nè, tặng áo đen cho Dung Mèo luôn đó, tặng áo đen này là gì trời, bỏ đang còn trong 35 luôn, trời ơi cái màu tím cưng quá à. Trời ơi, dễ thương quá chị ơi. Cái màu tím dễ thương quá à. Cái gì ta? Cái mạc à. Chưa bức chỉ mạc luôn. Trời ơi. Chỉ mạc còn chưa bức. Chứng tỏ là chưa mặc. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, cái áo đầm nhật dễ thương lắm đó chị á. Xin dễ thương luôn. Gài nút lên giùm em nha, em chưa gài nút luôn. Đó. Cái màu hơi bị cưng luôn, màu tím tím, cưng lắm. Con này rộng lắm à. Mấy con đầm nhật này thường em mua là rất là rộng để em phối dây thắt lưng vô. Đó, con này eo 82 lần. Chị nào eo 82 mang con này đẹp nè. Eo 82 đầm nhật sale 100 nha các chị nhá. Lên giùm em mã đầm nhật, các chị không mặc thì em phối dây thắt lưng ở đây em mặc thôi. Rất là đẹp luôn. Lên đầm nhật giùm em nhé. Đầm nhật 100.000. E82. Rồi lên giùm em mã đầm nhật ha. Đầm nhật ạ. Con này mặc trong đồ vest cũng rất là đẹp luôn nè các chị. Áo đen nhé. Mặc trong đồ vest rất là đẹp. Xe cho các chị 10.000 mang chơi nhé. Rồi lên giùm em mã 2 dây. Lên mã dây giùm em nhé. Dây 60kg đổ lại vừa. Đầm nhật. Đầm nhật cho chị Trần Thanh Thúy nè. Đầm nhật của chị Trần Thanh Thúy. Đầm nhật 100. Dây của chị Hạnh Nguyễn. Ừ, hai mặt á. Dây của chị Hạnh Nguyễn 10.000. Bận ở trong đồ vest. Này em có sắc đen nè. Còn đùi thì em có bao giờ mặc đâu. Chân ghê quá. Trời ơi, đi đám cưới mấy ngày chắc về bệnh quá. Nhức đầu quá. Nhức đầu còn hắt xì nữa. Xét đen nha các chị ơi, xét đen vải đuổi nha. Dưới 50kg mang đẹp. Nguyên xét em sale 50 nè. Lên mã xét đen giùm em nha. Con này dưới 50kg mang đẹp. Size S. Xét đen giùm em. Xét đen 50, nguyên một xét. Xét đen 50 giùm em nha. Có một cái khăn đó chị ơi, em tặng cho các chị luôn nha. Lên giùm em hả? Tặng khăn nè. Tặng khăn. Lên tặng khăn giúp em nha. Cái này mình cột giống như là dạng như nơ áo á mấy chị. Cột nơ áo sơ mi á mấy chị nè. Đó. Dạng như vậy, chứ nó không phải là. Dễ thương không? Tặng khăn cho Thi Hiền 10.000. Tặng khăn của Thi Hiền. Phối với áo sơ mi với chị. Cột cổ hoặc là cột lần khăn ấy. Trời ơi, cái áo chưa từng mặc tới luôn mà đẹp quá. Thôi chắc con này để dành mặc chứ không bán đâu. Đẹp quá trời. Con này eo 74, em bận thử cho mấy chị coi.
có cái bill rồi mà đâu rồi sao? Có chứ, đồng vàng á. Khổ tâm, có rồi. Nó có cho đây 70. Nhớ có rồi là được rồi, mình biết để đâu thôi. Cái này thì em bận cái chân váy thì nó cao đúng không nè. Cái này là giống như một cái áo á cái chị này, áo phụ ở ngoài đó, em chưa ủi đâu, rất là xinh luôn, dễ thương chứ đó. Con này eo 74 đổi lại mang đúng đẹp luôn các chị, lên giùm em nhé. Con này em sale cho các chị nào thích thì em sale tặng luôn. Nói chung đồ em quá nhiều luôn, em mặc không tới mà, mặc không hết đồ em nhiều lắm. Con này lên giùm em mà sale cho các chị 70.000 nhé, 70.000 lên mã 70 giúp em, lên mã 70 giùm em, mã 70 giùm em nha. Chị Lệ Ba hả? Đơn chị đi lâu rồi chị ơi, đơn chị đi lâu rồi, đi từ 5 giờ hôm qua rồi mà. Đơn chị đi rồi nha chị ơi. Rồi cái đầm lên nha chị, đầm lên màu đỏ đô. Đây, sale cho các chị 30.000, 60kg đổi lại vừa. Đỏ đô 60kg đổi lại vừa. Lên giùm em mã đầm lên 30.000, đầm lên 30.000. Cái màn hình đến chị Chiến Thắng. Xong cái đặt chữ này còn cái mình nói được khả Chiến Thắng. Anh Ba Hê Chiến Thắng. Anh Ba Hê nữa, mệt. Có vụ vậy nữa hả? Một cái chân váy á, chân váy thắt dài nha các chị nhá, chân váy dài. Con này eo nhỏ, con này chỉ có size S thôi. Đây, sale cho các chị con chân váy S này giá 20.000. Lên giùm em mã chân váy, mã chân váy 20, chân váy 20 ha. Đầm len của chị Bảo Nam Nguyễn nè, đầm len 30, đầm lên 30 nè, đầm lên hết, đầm lên em hết rồi. Rồi lên giùm em mã chân váy size S nha. Chân váy size S 20.000 hả ta? Mới nói 20 đúng. Rồi. Con này cũng dễ thương này mấy chị ơi. Cổ đổ nha, body cổ đổ nè, ở trên nè. Con này rộng 55kg đi, 55kg đổi lại, ở trong nó có lớp nữa nên cái chị nè, cái cổ nó đổ xuống nhưng mà còn có một lớp này nữa nha, đó rất là dễ thương. À, con này chị nào mang đi tiệc cũng đẹp luôn, nó không có đỏ giống như ở trên like đâu ạ, à. Đỏ lợt hơn một chút. Rồi lên giùm em mã đỏ tiệc sale cho các chị 30.000, đỏ tiệc nha, đỏ tiệc 30.000, sale chơi cho vui vậy thôi mấy chị, chứ còn gì 30. Trời ơi con này chưa từng mặc luôn, cắt để dành mà không mặc. Dùm cổ đổ, dùm trắng cổ đổ các chị ơi nè, móc lên như vậy hả, hả bà nào có dính mang đúng đẹp nè, rất đẹp. Con này eo 70, 70, 72,
Nói chung là size S, size M mang ok luôn các chị. Size S, size M mang được nha. Thôi em tặng luôn cho rồi, chứ nó dính, nó bị lem màu rồi. Để gần cái đồ màu khác rồi. Lên giùm em mã tặng giùm nha. Tặng giùm em tặng cho các chị luôn. Con này chị Trang Tôn lấy về cho, lấy về xử lý cho Mai Phương bận đẹp lắm nè. Lên mã tặng giùm em nha. Tặng giùm Đỏ tiệc của Nguyễn Thao nè. Đỏ tiệc của Nguyễn Thao 30. Đỏ tiệc 30. Sao nằm lên đó rớt đồ tùm lum vậy? Tặng giùm của chị bạn Nam Nguyễn 30. Nó đây, con này tặng nha. Trời ơi, chưa từng mặc tới luôn. Một con đầm siêu đẹp mấy chị. Đầm nhũ rất là đẹp luôn. Em chưa mặc bao giờ. Đang còn nghe mùi mới là biết chưa bao giờ mặc luôn. Mặc một lần là sẽ nghe mùi nước xả. Con này em 76-78 đổ lại vừa 55kg thoải mái cho em nha. Lên giùm em mã đầm nhũ. Đầm nhũ em sale, chưa mặc bao giờ, sale 70 luôn. Đầm nhũ sale 70. Đầm nhũ ạ. Chưa mặc bao giờ, sale 70. Cái gì đây ta? Rồi, một con sơ mi màu sen. Sơ mi nha các chị, lên giùm em mã sơ mi hồng tặng luôn. Sơ mi hồng dưới 50kg mang đẹp em tặng luôn. Để một con lại mặt. Tặng một con, để một con lại mặt. Đầm nhũ của chị Phạm Thị Mỹ nè. Đầm nhũ 70. Của chị Phạm Thị Mỹ. Tặng ok nè. Tặng sơ mi hồng cho Trung Nguyên nè. Sợ em mang không vừa thôi, chứ cái này chị tặng cho em mà sợ em mang không vừa. Chị ốm nhơ mà. Cái áo này áo của chị mà. Sơ mi hồng của tặng cho Trung Nguyên. Em mang không vừa thì cho người khác. Con này rất đẹp. Em nhớ là một set của em mà bây giờ không biết cái chân váy nó định thất lạc đi đâu rồi. Hả? Cái con này là nguyên set không biết chị. Caro nguyên set. Đẹp lắm, mà không biết cái chân váy đó thất lạc đi đâu. Có nét thật. Con này phối với lại chân váy đen đẹp đúng không sao? Thôi để dành mặt nha. Không biết tao mất cái chân váy rồi, để kiếm. Để đi kiếm chân váy rồi. Tiêu. Chưa mặc mà đã đông mất tiêu. Con đầm yếm đấy chị ơi. Đầm yếm nha. Đầm yếm này 50kg đổi lại. Sale cho các chị 20. Lên giùm em mã đầm yếm 20.000. Đầm yếm 20.000. Lên đầm yếm giùm em. Con áo khoác ạ. Trời, con này là nguyên một set chứ không phải áo khoác không đâu. Trời ơi, set vest. Trời, set vest để dành mà chưa từng mặc. Trời chết tôi. Cái đó nhỏ xíu à Ngân ơi. Đầm yếm của chị Bích Phan. Đầm yếm 20.000. Con set vàng, để em coi set này eo bao nhiêu. Đó, cất vô mà đã mặc đâu không nhớ tới để mặc luôn. Này eo được có 72 đổ lại ạ. Eo 72 đổ lại nha các chị nha, set màu vàng nè. Trời siêu đẹp. Chị nào mang vừa thì hốt cái set vàng này nha các chị nha. Em xem cái set vest này 100.000. 100.000 giùm em. Lên giùm em mã set vàng. Màu vàng đồng mà các chị. Trời ơi, cái chị phối với lại áo sơ mi rồi gì ở trong đúng không vô. Đúng đẹp luôn. Được chưa?
thôi vệ sinh. Lên giùm em mã xếp vàng đẹp lắm, 50kg đổi lại giùm em xếp vàng. Nó cà rô đó. Không, không phải. Cái chất ren đó, cái này là chất dạ. Nhớ còn một cái chân váy dạ nữa chứ không phải là chân váy ren. Mà bây giờ kiếm không ra cái chân váy dạ. Cái set này hả? Set này thì nó ghi là size M đó em. Mà chị không biết eo em bao nhiêu luôn á, dùng mail. Nhỏ quá hả? Cái áo khoác này không đã mất tiền rồi. Xét vàng. Mấy cái này mới cứng à, đã mặc đâu, chưa hề mặc tới. Áo sơ mi các chị ơi, sơ mi cũng chưa mặc luôn. Lấy cho cô sơ mi này thì lớn hơn nè, 55kg đổi lại. Lên giùm em mã sơ mi lụa nhé. Sơ mi lụa tim nè, sale cho các chị 40. Lên sơ mi lụa giùm em. Không, eo 72 không vừa đâu. Eo 74 không vừa đâu. 70-72 đổi lại thôi. Lên sơ mi lụa giùm em. Cái này cái áo, cái chân váy thôi. Không có cái váy thất lạc hết trơn. Áo các chị tặng luôn nha. Tặng áo bi các chị ơi, lên giùm em mà tặng áo bi, em tặng luôn. Tặng áo bi. Sơ mi lụa của Đạt Nguyễn 40. Tặng áo bi giùm em nha. 4 chủng. Tặng áo bi. Trời ơi, con này cũng bị dơ rồi. Thôi để giúp em. Bỏ lên trên rồi. Để đây nó lên màu qua hết mấy chị. Trời ơi, đúng màu vậy. Tặng luôn á chị. Tặng sơ mi luôn á chị nhé. Lên tặng sơ mi. Tặng áo bi cho Đạt Nguyễn. Tặng sơ mi giùm em nhé. Lên tặng sơ mi ạ. Tặng áo bi nè. Tặng sơ mi cho Thi Hiền luôn. Tặng sơ mi. Cái này nguyên một set mà cái áo đây rồi cái chân váy ở đâu nữa. Lâm tông rồi cho nhớ rồi không. Gì mà ngáp lên ngáp xuống vậy sồ. Trời ơi, áo xinh ghê, áo đầm đẹp quá. Áo đầm xịn sò luôn. Eo 74 cái chị ạ. Đầm hoa eo 74, hàng xịn luôn. Chất cực kỳ đẹp. Trong lớn này mấy chị nè. Hàng hiệu luôn nha. Đầm này cũng sale 100. Lên giùm em mã hoa xanh. Hoa xanh eo 74 100.000, lên mã hoa xanh giùm em. Hoa xanh neo 74. Tặng sơ mi em hết. Rồi, con này áo đỏ chưa từng mặc tới. Đây, xem luôn nha các chị. 30.000, 60kg đổi lại vừa. Lên giùm em mà đỏ. Đỏ nha. Hoa xanh cho Nguyễn Sương. Hoa xanh của Nguyễn Sương 100.000. Xịn ơi là xịn. Hoa xanh đỏ. Đỏ 30. Đỏ mới nói nhiều quên rồi. 30 đúng không mấy chị? 30, 20. Đỏ này. Xanh chân. Con này này các chị, 55kg đổi lại. Bao đẹp luôn. Cổ cao như vậy nha. Đó, hổ như này nè. Đó, chân váy rất là đẹp.
lên giùm em áo đen, con này em sale 50 nhá, sale 50 lên áo đen giùm em, rất đẹp. Áo đen đỏ 30, đỏ 30. Lên mã áo đen giùm em. Đây. Còn một con đầm yếm ạ. Đầm yếm luôn. Con này bà nào nhỏ nhỏ hay đẹp. Đầm yếm sale 30 luôn các chị nhá. Eo 72. Eo 72 lên giùm em mã đầm đỏ. Đầm đỏ 30.000. Eo 72 lên đầm đỏ giùm em. Áo đen, áo đen của chị Nguyễn Hường. Đầm yếm của Nhung La. Đầm yếm 30. Áo đen 50. Áo đen xịn sò đâu rồi? Áo đen đây. Áo đen xịn. Áo đen 50. Đầm yếm 30. Đầm yếm 30. À đây kiếm ra rồi này. Cái này là một set ạ. Set chân váy nè mấy chị nè. Set rất đẹp luôn. Cái này em đang còn bóp eo nữa nha. Các chị về thả lại giùm em cái bên này ra nha. Thả cái eo này ra nè. Đó. Đó là cái chị được size M mang vẫn được luôn ha. Set này rất đẹp. Size M mang ok luôn. Sale cho các chị 40.000. Lên giùm em mã set M. Đỏ, đầm đỏ 30. Set M. Set M 40.000 ạ. Set M 40.000. Áo đen em hết rồi. Áo đen đẹp lắm ạ. Mà hết rồi ạ. Con này là màu cổ vịt. À, áo mà cứ cao cao cổ này em rất là thích, tại vì mang cực đẹp luôn mấy chị. Đây. Ở đây nó có hai cái nút nha các chị nha. Mang xinh chưa? Đó, đẹp lắm, màu xanh giống như màu xanh cổ vịt, màu xanh quân đội gì đó các chị. 55kg đổi lại này các chị. Lên giùm em mã áo sale cho các chị 30. Áo nè. Áo sale 30. Mấy cái này em còn mặc được hết. Mấy cái này em còn mặc được. Ôi cái chân váy ren dài. Chân váy ren dài các chị ơi, 60kg đổi lại vừa nha. Nè, đẹp chưa? 60kg đổi lại vừa, chân váy 40.000 ạ. 40.000 lên giùm em mã chân váy. Chân váy ha. Áo của Đạt Nguyễn. Áo đó 50. Hồng nào nào vậy trời. Hỏi xinh ghê luôn mà không biết mà bận luôn á chị nè, đẹp chưa? Đó, cứ ôm về từ bến shop về mà đồ nhiều quá là em đâu có nhớ tới đâu. Đầm đuôi cá. Xịn sò mới cứng cùng cưng luôn, màu hồng sen. Eo 76 đổi lại nha các chị, sale 100.000. Lên giùm em mã hồng sen. Hồng sen nhé. Em chưa mặc bao giờ luôn. Cứng cùng cưng, đẹp. Còn thơm mùi mới luôn. Chưa bao giờ mặc. Hồng sen. Chân váy của chị Tai Nguyễn Thị nè, chân váy 40. Chân váy 40 của chị Tai Nguyễn Thị. Con đó 30, con này 40. Hồng sen siêu đẹp luôn á Sương ơi, hồng sen. Chân đẹp lắm. Chưa mặc bao giờ. Nàng về bận đi cưới đẹp luôn. Đi tiệc đi cưới thì ok luôn ha. Trời ơi cái quần nè, quần mà lưng cao nè các chị nè. Ôi đẹp quá trời. Cái quần này đi bận với lại cái áo đỏ cái rất tết. À cái này là nguyên một set các chị ơi. Cái này nguyên một set. Đây. Đó, set này nè. Rất đẹp. Áo cái rất tết nha. Áo cái rất tết đỏ. Bận với cái này, nói chung là chị nào SM bận xếp này rất là lạ luôn ạ. À. Đây, lưng cao mấy chị ơi nè. Đó, không có thấy gì luôn á, nó che hết luôn. Cà rớt tớp nhưng lưng cao. Tại vì nó có viền nè. Viền một cái rất là đẹp nha. Đó, xếp này khoảng tầm dưới 50kg mang đẹp. 50kg mang đẹp ạ. À. Cái chân váy y như là một cái, à quên, cái quần là nó giả giống như là một cái chân váy á. À. Nhưng mà cái lưng của nó cực cao luôn. Cao lên trên này luôn nè các chị nè. Đó rồi, phối với cái áo cà rớt tớp. Chị nào chưa mặc được thì cứ mặc thử rồi đó tớp coi.
ốm ốm mang đẹp lắm này. Đó. Rồi, set này em sale á là 70.000 một set nha các chị nha. 70.000 lên giùm em mã set đẹp đi. Set đẹp 70. Set đẹp ạ. À? Đẹp lắm. Cái gì rồi? Hả? 100. Áo 30 là cái nào? Áo 30 em hết rồi. Áo 30 em hết. Trời ơi, cái áo, áo sơ mi đẹp dây mà sao tự nhiên bỏ đây không nhận nó bụi nữa. Đẹp kinh khủng. Theo nữa chứ. Nó bụi lắm chị. Chả phải dơ như thế này đâu, không lẽ mi bận mà dơ cỡ này. Nó bụi nguyên cả ngoài này luôn nè mấy chị. Đó, em tặng luôn cho các chị. Lên thì em tặng sơ mi theo nha, tặng sơ mi theo. Này, về giặt cho mẹ, đẹp lắm. Ngâm ngâm thuốc tẩy nha. Đây, sơ mi đen nè, tặng sơ mi đen luôn. Tặng sơ mi đen, nói chung đồ em hồi xưa em đi dạy ấy, nhiều lắm. Áo khoác ạ. À. Áo khoác nhẹ nhẹ nha mấy chị nha. Lên giùm em, con này 60kg đổi lại nè, con này 30.000, lên giùm em khoác đen. Khoác đen. Tặng sơ mi theo cho Nhung La nè. Tặng sơ mi theo. Về ngâm giặt mặt hơi bị đẹp. Tặng sơ mi theo. Tặng sơ mi đen. Sơ mi đen cho chị Trịnh Lương nè. Khoác đen cho Đạt Nguyễn 30. Sơ mi đen là tặng luôn. Khoác đen. Trời, chị Bích Phan, chị dáng chị nhỏ nhỏ mà chị không lấy cái set, set đỏ bận hơi bị đẹp luôn. Mà lạ nữa, cái set đỏ rất đẹp. Em nói thiệt á, chị lựa mấy cái set lạ lạ như vậy, cái chị bận nó mới đẹp. Áo ạ, à, áo áo cổ lọ. Áo cổ lọ nha. Rồi lên giùm em mã cổ lọ nè. Đẹp xỉu luôn. Đây. Lên mã cổ lọ giùm em nha. Lên cổ lọ 55kg đổi lại 20.000. Cổ lọ 20.000 ạ. Cổ lọ 20.000 giúp em nhé. Cổ lọ mấy chị ơi 20.000. Ôi trời, nãy có con bi đỏ rồi, có con bi vàng nữa nè mấy chị nè. Eo 74 đổi lại vừa ha. Lên giùm em mã bi vàng nè, 70.000 luôn. Bi vàng 70. Cổ lọ của Nhung La 20. Khoác 30. Hai cái đó tặng hết. Bi vàng giùm em nhé. Bi vàng 70, trời siêu đẹp luôn. Con này giống con bi đỏ lúc nãy. Giống bi đỏ lúc nãy. Rất rất là đẹp. Rồi con làm nhung mấy chị. Làm nhung nhé. Đã mặc đâu. Chưa hề luôn. Làm nhung eo 74. Đây các chị, sale 100. Lên giùm em mã đầm nhung. Sale 100 nhé. Đầm nhung eo 74. Sale 100. Đây. Trời ơi, bận cái này cho các chị con nghe luôn. Cổ lọ 20. Khối này ra được lắm rồi này xem. Nó là gì?
Cổ lọ 20 em hết rồi. Mạng chị chậm ghê á chị. Mạng chị chậm kinh đó. Làm đen cổ lệnh nè. Thôi bị sang luôn. Em vẫn còn mang được hết. Em chưa mang tới luôn mà. Con này eo 76 nè các chị. Eo 76. Sale lên nhớ chị 100 nha. 100 lên nhiều em ạ. 76. Chị nào mặc cổ lệnh mang đi. Đi tiệc đi gì cũng lạ hết. Chưa mặc bao giờ. Để dành mặc hết các chị. Đầm nhung 100 cho chị Kiến Thị. Chị Kiến Thị Kiến Lễ. Con này đẹp lắm. Cổ lệch eo 76 100 ngàn luôn ạ. Hàng xịn. Lấy về chưa mặc tới. Cổ lọ 20 nha rồi. Sao bỏ ra ngoài hết vậy? Không, cái máy được đó. Trời ơi, nó phát đẹp vậy mà bỏ trong này á. Bụi. Thì tình luôn. Cái này ngâm với lại thuốc tẩy trắng bóc luôn á chị ơi. Các chị về mua thuốc tẩy nha. Xong rồi các chị hòa một chút xíu với lại bột giặt á. Xong các chị ngâm. Trời ơi nó đẹp kinh khủng. Đẹp á. Mà em để nó hơi bụi nó ra thành màu. Màu bụi mất rồi. Đẹp kinh khủng. 55kg đổi lại. Đẹp lắm ạ. Lên giùm em mã khoác trắng này. 4 cái nút cũng đẹp luôn. Khoác trắng nha. Có 4 cái nút cũng đẹp. Rồi sale cho các chị cái khoác này về ngâm giặt giúp em 70 ngàn. Lên giùm em khoác trắng. Khoác trắng 70 ngàn. Cái đó 100. Khoác trắng 70 ngàn. Con này về ngâm giặt, ngâm thuốc tẩy với lại là bỏ giùm em. Các chị quấy cái hỗn hợp như này nè. Nặng cho em một nửa giấy chân. Một tí một nắp thuốc tẩy, một nắp nước da ven và một nắp bột giặt với lại một nắp cái nước rửa chén. Xong rồi các chị ngâm hết tất cả những cái đồ trắng mà em nói các chị dỡ lên nó trắng tinh luôn, trắng tinh luôn nha. Các chị cứ ngâm hết như vậy vô, dỡ lên là nó trắng tinh trắng bóc à. Mấy cái này nè, lười làm thôi chứ làm là nó trắng như mới luôn mấy chị. Còn nếu các chị muốn nó ngã qua thêm màu xanh một tí xíu thì các chị nhỏ giùm em một giọt mực xanh nữa. Các chị đánh đều lên nhỏ một giọt mực xanh ngâm vô đó thành trắng xanh luôn chứ không phải là trắng tinh luôn. Nó thành trắng xanh luôn đó chị. Đó. Cái đó là cái mẹo đó, nó sửa đồ á. Hóa trắng hả? Rồi ok bạn Ngân nè. Rồi riêng bạn Ngân thì tặng luôn cho bạn này. Cái này tặng luôn nha. Tặng hóa trắng luôn. Ngân về xử lý. Ủa. Cái này là đồ mới à? Cái đầm dây này cũng đẹp nè các chị ơi nè. Đầm dây này đẹp lắm, xoắn ở đằng trước nè. Cái đó tặng nha. Con này eo 76. Xoắn lần trước mới cứng gần cân chưa mặc bao giờ. Lên giùm em mã đầm dây sale luôn giá trị 50. Đầm dây sale 50 ạ. Trời ơi, không biết cái bao này là bao gì đây. Ôi, trời ơi, cái gì đây? Có cái gì vậy? Vừa đổ đi cái gì á. Có cái da cái dũng gì không? Không mà.
mẹ. Chị ơi, đầm dây cho chị kiếm chi nè. Đầm dây xeo luôn 50. Đầm dây 50 50 nè. Áo khoác cam các chị ơi, 70kg đổi lại nha. Lên giùm em khoác cam luôn nha các chị. Cái con khoác cam này 100.000 ạ. À, lên mã khoác cam giúp em. Khoác cam 100. Này em tặng luôn nha các chị nhé. Tặng này, tặng tặng set ngủ. Lên mã tặng set ngủ giùm em, 60kg đổi lại vừa nha. Tặng set ngủ, tặng set ngủ luôn. Tặng sơ mi đen, sơ mi đen tặng rồi, sơ mi đen tặng rồi. Tặng set ngủ nè. Trời ơi, trời, áo đi đánh bóng chuyền giờ vẫn còn luôn. Số 60 triệu. Áo đi đánh bóng chuyền này mấy chị vẫn còn. Thôi chỉ làm kỷ niệm đi. Tặng xếp ngủ cho Nhung Vũ nè. Tặng xếp ngủ cho Nhung Vũ. Mày tặng luôn. Trời ơi, đầm body. Đầm body các chị. À em biết vì sao rồi. Cái này á, bữa hôm em thấy bị lỗi. À nó bung chỉ như này nè. Xong rồi bắt đầu em đem lên để em mặc. Để em sửa lại, em mặc mà chưa sửa chưa mặc luôn. Đó. Em nhớ cái này rồi. Chưa sửa chưa mặc luôn. Màu rêu nha các chị nha. Rất đẹp. Có một thời gian là chuột cuồng màu rêu, có một thời gian cuồng màu đỏ, rồi có một thời gian cuồng màu đen đó chị. Trời ơi, và đến thời điểm bây giờ thì màu nào em cũng cuồng hết. Màu nào cũng cuồng cho được luôn. Đâu rồi, thước dây đâu rồi? Sáng ngủ em hết mất rồi. Con này eo 76 đổ lại nè. Trời đẹp lắm. Các chị về chịu khó đính giùm, chạy giùm em một cái đường chỉ. Còn không thì để em chạy đường chỉ này. Đây nè. Khách thử các chị xong là đạp lên cái là nó bị nứt như vậy nè. Đó. Các chị thấy không? Nhìn nó thì không phải là bị rách đâu. Nhưng mà nó bị nứt cái đường chân đó. Chứ ở trong là chưa rách. Nứt cái đường chân. Xong rồi cái là em mới đem... em phải đem em đem về, chưa mặc lần nào. Đuôi cá mấy chị, eo 76 độ lại mang được. Eo 76, 78 ha. 76 thôi, 76 thôi em, 78 em sợ chật. Đẹp xỉu luôn.
Rồi sale luôn nhớ chị. À, lên giùm em mã đầm xanh em sale 100 ngàn nhé. Các chị về đạp sơ lại giùm em. Còn không để em đạp em mặc. Em chưa mặc luôn. Lên giùm em mã đầm xanh 100 ha. Đầm xanh giúp em đẹp lắm. Lấy rồi cứ cuối cùng quên luôn. Giờ mới sực nhớ ra như thế. Đầm này cũng không nhớ mặc chưa nữa. Thấy dễ thương quá rồi lấy. Không nhớ mặc chưa luôn mấy chị này. Chưa mặc. Vẫn còn nghe mùi mới, chưa hề có mùi xà bông xả. Con này eo 72. Eo 72 nha các chị nha. Rất là đẹp cái ren sọc này. Đẹp kinh luôn á. Nó đẹp quá mà em lấy. Lên giùm em 72, em sale 70 ngàn nhé. 70 ngàn lên giùm em mã 72. 72 70 ngàn. À, đầm xanh rêu cho chị Hoài My. Dạ ok chị nè. Đầm xanh 100 ngàn của chị Hoài My đẹp lắm chị ơi. Nó lạ nữa nha, nó lạ mà nó độc lắm. Này của chị Hoài My nè. 100. 72. 72 cho Đạt Nguyễn. 70 nè. 72, 70 ngàn. Cái đầm xanh nó 100. Cái này 70 nè. Trời ơi, cái đầm nè. Này mấy chị đẹp chưa? Không mặc luôn á, mấy chị không mặc tới luôn nè. Đây nè. Nó cột cái dây như thế này ở đằng trước hoặc đằng sau gì cũng được các chị nhé. Đó. Đầm hoa. Đầm vàng nè, đẹp quá trời luôn. Con này eo 74, lên giùm em mã 74 nha. 74 70 ngàn luôn á chị. 70 ngàn chưa bao giờ mặc. 74, 70 ngàn. Đầm bi em đang mặc cũng là 70 nha các chị nha. Lên giùm em bi vàng. Đó, 74, 70 ngàn. Đầm rêu em hết. Em chào chị Hoàng My ha. Nãy giờ vô chưa kịp chào. Lên giùm em 74 nè. Trời đẹp xỉu. Ờ chị Hoàng My, sao lại không mặc đầm xòe. Chứ không là chị lấy con này hơi bị độc luôn. Con này độc lắm. Này. Lệt lắm, lệt vai như này, lệt cái cổ như thế này nè mấy chị nè. Đó, lệt qua như vậy nè. Mang hơi vệ sinh luôn. Trời ơi, cái tay. Tay phồng phồng, đẹp ghê luôn á. Có túi luôn nè mấy chị. Con đầm này nè, mà em sale có 100 nghìn thôi. Chứ đầm này thực ra giá của nó đến 400 mấy. Eo 74 luôn. Lên đầm đen, 74, 76 được. Đầm đen, đẹp xỉu. Đẹp lắm, mấy con này toàn hàng xịn. Lên mã đầm đen lệt giùm em nha. Mấy con lạ lạ, mấy chị lấy mấy con lạ đó nó đẹp lắm. Tại vì nó không có bị đụng hàng đâu. Hàng em tuyển. Rồi xong. Trời ơi, con đầm sơ mi đẹp xỉu vậy nè. Bỏ lâu quá với nhau thì nó phải lên màu. Các chị về tẩy màu giùm em nha. Sơ mi trắng nó cũng thiệt đẹp cái đầm sơ mi. Đầm sơ mi trắng về tẩy màu giúp em nè. Đó, nó ở trong lớp lót này nè. Đẹp lắm. Mỗi tội là để chung với nhau rồi các chị nghĩ thử coi. Em chuyển nhà rồi về đây xong bắt đầu em đâu có soạn được đâu. Rồi nó cứ nằm yên trong bao, nó lây màu của nhau hết. Sơ mi trắng nha các chị. Sale cho các chị 20 ngàn. Tại vì nặng lắm. Sale để mà có tiền bao bì. Lên giùm em sơ mi trắng. Với lại con này xử lý được. Và xử lý rất là đẹp luôn. Đầm đen, dạ ok chị Họa My nè. Em chốt đầm đen nha chị nè. Có 100 ngàn mà đẹp xỉu luôn. Đầm đen. Cái mã 74 cũng đẹp. Sơ mi trắng 20 ngàn của chị Bích Vang nè. Sơ mi trắng. Có con đầm đen cổ lệch này em chưa mặc bao giờ. Chưa mặc gì hết. 100 ngàn nè. Sơ mi 20 nè. Của chị Bích Vang 20. 20 sơ mi. Cái này là một set nè mấy chị. Cái set này cũng đẹp nha. Đây. Set này 55kg đổ lại giùm em nha. Đó. Lấy set là lấy set đùi nhưng có bao giờ bọn còn đùi được đâu các chị. Đẹp lắm. Nó sọc nè. Eo khoảng tầm 76 các chị mang được đó. Rồi lên giùm em mã set sọc sale 50 ạ. 50 ngàn. Set sọc. Set sọc 50 giùm em nha. Con này là con áo dài để dành mà chưa bao giờ mang. Cái tay này các chị hơi bị đỉnh luôn. 20. Áo dài nha mấy chị nhé. Áo dài 4 tà. Siêu đẹp. Các chị phối với chân váy đen.
rất đẹp luôn nha. Đẹp nhất là cái tay nè mấy chị, mang hơi bị sang luôn. Đó. Rộng phải bóp. Em mà mặc thì phải bóp. Eo khoảng tầm 78 đổi lại các chị, 76 78 nha. Lên giùm em áo dài sale luôn nha các chị, 50.000. Áo dài sale 50. Xếp sọc cho xăm xăm nè. Áo dài của chị Hạnh Nguyễn luôn. Áo dài sale 50 các chị ha. Xếp sọc của xăm xăm nè. 50. Áo dài của chị Hạnh 50. Áo dài hơi bị sang. Con này cũng đẹp. Sao cái này nó lại dài như vậy ta? Nó dài kiểu ngoài này. Dài kiểu gì chả này. Xếp sọc 50. 50. Áo dài cũng 50. Con này em tặng cho mấy chị nha. Thôi cái này hơi dơ quá. Thôi bỏ đi. Mình tặng mất công. Con dễ thương cho nè. Dạng đầm maxi luôn á chị, nhưng mà nhỏ nha. Maxi mà nhỏ. Này đi biển ok luôn. Con này eo 74. Lên giùm em maxi nha. Maxi con này xịn sò, em sale 40.000. 40.000 lên bảng maxi. 40.000. Đang xem chung kết hả? Áo dài hết, xét sọc hết. Maxi của Dung Meo 40. Ừ, cái đó. Mami Pháp. Tôi đeo vô một trái. Ăn một trái rồi hả? Maxi cho Dung Meo. Rồi xong. Thôi rồi. Mami nè. Mami ông ngoại. Cậu ba thì Loan. Bốn người khác. Út cưng. Thích đi. Bà ngoại là Argentina. Chắc thua rồi, kiểu này tôi chung độ. Hồi chiều đã chung chầu rồi. Móc ra, ông ngoại đề móc ra với lại là móc ra với lại là cái gì? Móc cô. Không. Maroc với lại là Croatia đó, nhưng mà ông ngoại đề là móc ra, ai chúng móc ra là thua mà. Thua là phải móc tiền ra, ông ngoại móc ra. Mà mười gốc cần bắt chúng móc ra. Cậu ba với dì Loan với lại bà ngoại anh con rồi là bóc chúng Argentina không thắng đó. Trời ơi. Trời ơi con này. Con này không dễ thương luôn. Một con đầm body màu body dây. Trời ơi, vậy là thua nữa hả? Sau hai trận cuối này thua dữ ta. Mấy trận trước kìa ăn rồi. Giờ đền tội. Cái đầm này chỉ có size S thôi các chị. Size S mang đẹp, lên giùm em mã dây S nha. Dây S màu trắng sale luôn nha các chị, 30.000 cho vui ha. 30.000 lên giùm em dây S. Dây S. Hồi chiều thua một chầu rồi, giờ thua tiếp. Hả? Cái này còn cái áo nữa đâu rồi, à, cái quần nữa đâu ta. Nó có cái áo à. Cái quần các chị, quần ống rộng nha, quần ống rộng. Con này 60kg mang thoải mái nè. 60kg mang được luôn nha các chị nha. Quần ống rộng rất là đẹp. Mới cứng từng cân, chưa mặc lần nào luôn. Rồi sale luôn nha các chị, con này 50. Lên giùm em mã quần đen maxi 40. Quần đen nhé. Dây ép cho Nhung Vũ. Dây ép cho Nhung Vũ bao nhiêu vậy Nhung ơi? Nhung Vũ ơi, bao nhiêu đấy? Chị sale bao nhiêu chị quên rồi. Con này cũng chưa từng mặc luôn. Con này chị sale nhiêu quên mất tiêu rồi. Lại em mở rác đi. Ai mà biết được. Trời ơi, đi cái màu luôn.
Để chuyển thôi, để dùng sao tẩy cái màu ra thôi, dùng ha. Một con đầm nhật có dây thắt lưng luôn á chị. Đầm nhật màu đen có dây thắt lưng nha. Thắt lưng đen. Đầm nhật em sale 100. Eo 82. Lên giùm em đầm nhật nè. Đầm nhật em sale 100 ngàn nha. Eo 82. Đầm nhật. Con này có dây thắt lưng thì thắt lại tầm cỡ khoảng 7 mấy vẫn được luôn á chị. Dây 30 ok. Dạ cảm ơn mấy chị nè. Dây dây 30. Cái dây đó 30. Lên đầm nhật giúp em nè. Ê đi ra hay không? Vô nữa rồi hả? Hết trận rồi. Hết luôn rồi hả? 90 phút mà. Hết hiệp 1 chứ. Hết 1 vô 2 trái rồi hả? Rồi xong. Rồi xong. Đời còn gì nữa đâu mà mong. Lại thua. Chưa hết hiệp 1. Hết chưa? Chưa. Cái quần quần trắng đó chị ơi. Nói thiệt chứ cuộc đời em bận quần là xấu nhất trên đời. Cho nên hồi xưa em đi dạy em toàn bận váy với cúp không à. Không có mang quần. May cho vui vậy mặc đâu có được đâu. Cái này size S à. Size S nha. Chị nào mang vừa em tặng luôn. Lên giùm em tặng quần trắng nha. Cái chị về. Nói chung em bỏ vô trong bao mà nó sẽ lôi rồi kéo rồi di chuyển nhà. Mấy chị em dọn nhà nó sẽ bị dơ với bụi đó chị. Chỉ cần ngâm giặt tẩy giống như em nói màu trắng thì dễ rồi ha. Tặng quần trắng đầm nhật cho chị Mai Hương nè. Tặng quần trắng nè. Lên mã tặng quần trắng mình đi. Đầm nhật quần trắng cho chị Mai Hương. Cái đầm này chị chịu khó ủi nè. Đẹp lắm. 100 nè. Tặng quần trắng cho chị Hoàng My nè. Tặng quần trắng cho chị Hoàng My. Phong quần may rất là đẹp. Chỉ cần chị về ngâm tẩy đi giùm em là được. Ôi cái áo, áo hơi bị ấm luôn. Ấm quá các chị ơi. 100. Đẹp quá à. 60 kg mang cũng được luôn mấy chị, rộng quá. 60 kg đổi lại mang đẹp. Rồi ấm nữa. Giống như là dù mà nó có lớp trần bông á chị, đẹp mà ấm. Đó, sale cho các chị cái này 50.000 ạ, 50.000. Lên giùm em mã khoác nha. Khoác 50.000 mang bao ấm luôn. Bao ấm. Lên mã khoác giùm em. Khoác 50. Đẹp lắm. Không bao giờ lỗi thời. Đồ em thì các chị cứ yên tâm đi, không lỗi thời đâu. Bởi vì em toàn đi trước thời đại không. Khoác cho bạn Ngân nè. Khoác nè cho bạn Ngân 50. Cái này nó ánh ánh giống như xà cừ á, nó không phải màu tím, nó xanh xanh tím tím á, nó ánh á, nó rất là lạ. Khoác em hết rồi, khoác em hết, không còn có khoác này cũng đẹp lắm nè. Đây này mấy chị, ở trong này, hơi bị đỉnh, con này cũng vậy các chị ơi, rộng. Nha, dưới 60 kg chị mang đẹp lắm. Nó quăng rất là đẹp. Để chăm nhé. Bay ra mắt. Đẹp chưa? Dài và ấm đó chị ơi nè. Rồi có gài nút qua nha. Không hề có một chút xíu lỗi lầm nào hết. Con này em sale 100. Lên giùm em mã khoác
khoác 8 này các chị. Con này em sale 100 nhé. Rất là mới, rất là đỉnh luôn. Sale 100 lên mã khoác 8 rồi nè. Con này em đang mang cũng rất là ok. 50 khoác 8. Con lấy khoác này luôn ha. Cái này rất là đẹp luôn. Vải cũng đẹp, ở trong là nỉ nè. Đó, nỉ rất đẹp luôn. Ok bạn Ngân nè. Ok bạn Ngân. Trời ơi, đi đám cưới mấy ngày giờ muốn bệnh luôn trời. Ủa sao con này giống con này? Không ăn bộ đội gì ở đó không vậy trời. Để cho biết đi nữa. Cho giống bộ đội. Trời dễ thương ghê. Áo dạ mấy chị ơi. Áo dạ. Áo dạ xịn sò luôn nha. Đấy. Rất đỉnh. Mấy cái nút này mấy chị này. Mấy đỉnh chưa. Rồi con này 100 luôn mấy chị. Lên giùm em mã dạ xanh. Dạ xanh 55. Gần 60kg đổ lại mang được ạ. Khoảng 55-58 gì được hết nhé chị nhé. Lên mã dạ xanh giùm em. Trời ơi đúng đẹp luôn. Dạ xanh ạ. Đẹp kinh khủng. Dạ xanh 100.000 ạ. Rất là đẹp luôn. Nhiều quá em không mặc tới. Em teo quá mấy chị. Ai lấy thì để đăng không đi lấy. Con này là con gì ta? Áo dài à? Cái này nhung đen này lấy hồi nào trời. Ôi mẹ ơi, cái áo dài nhung này lấy nào vậy? Trời ơi, cái áo dài nhung đẹp kinh khủng luôn. Quên mất tiêu luôn, không nhớ lấy hồi nào luôn mấy chị ơi, chết rồi. Áo dài mà dạng truyền thống nha mấy chị, chứ không phải là ấy. Ôi, đẹp ghê. Con ấy dài nhung nè mấy chị ơi, hơi bị đẹp luôn. Chị nào thích cùng gu thì cứ hút thôi. Con này khoảng tầm 50kg đổ lại giùm em nhé. Lên giùm em hả? Dài nhung. Dài nhung sale cho các chị 50.000 mang chơi. Mang rất là đẹp luôn các chị. Em sale cho các chị 50 nhé. Lên lại dài nhung giùm em. Rồi cực đẹp luôn. Đẹp quá. Không nhớ lấy lúc nào mà cũng nhớ là bao nhiêu tiền. Hả? Dạ sao mê gua khoác hả? Khoác xám thì em hết rồi. Ok nè, dạ xanh của bạn Ngân nè. Áo dài nhung cho Nhung La nè. Đặt chân. Con này 50. 50 áo dài nhung đẹp quá. Trời ơi, tài nó có hóa phát, nó đẹp đẹp xịn chưa? Mà không mặc tới luôn mấy chị. Em cũng thua em lắm. Nhung là 50. Mấy đồng cũng mê mà nhỏ hả? Trời ơi, dễ thương chứ. Thấy chị gió nhẹ với chị nha, khoác nhẹ nhẹ ha, đó 55-57kg mang thoải mái nha, rộng rãi thoải mái luôn á chị, này theo hết luôn, theo ở túi nè, theo nè, rất là xinh luôn. Rồi lên giùm em mã khoác nhẹ sale mấy chị 40.000 mang chơi ha, 40.000 mới cưới mình cưng. Rồi lên mã khoác nhẹ giùm em nha, 40.000 khoác nhẹ, lên khoác nhẹ giúp em.
áo dài nữa mấy chị. Con áo dài này thì em cũng mới may xong này cho nên nó hơi rộng, hơi rộng lắm mấy chị. Mà đấy thì đi may mấy chị, rồi nó bị rộng rồi cũng lười đi bóp. Cái này thì tầm 55kg đổ lại giùm em nhé, đẹp xỉu luôn. Áo dài nè, 55kg đổ lại ạ. Lên giùm em mà áo dài. Cái này khoảng tầm eo 76-78, bận ngân bận cũng vừa luôn á Ngân ơi. Cái này châm bận rộng lắm, không may mà bị rộng quá trời. Eo 76 là mang thoải mái luôn nè. Đó, đẹp lắm. Áo dài 50. Áo dài nè 50.000 ha. Cái này phối với lại bất cứ quần nào cũng đẹp hết. Vang màu. Khoảng tầm 55kg nha mấy chị nhé. Áo dài cho chị Thu Hằng Phạm. Áo dài nữa nè mấy chị nè. Bữa hôm em cũng đã sale một bao áo dài rồi, vẫn còn luôn. Cổ tim à, mấy cái form này là form rộng, em mới may sau này hết. Form rộng nha. Rồi áo dài nè. Này em sale 30 thôi ạ, 30. Lên giùm em mã beo xanh. Beo xanh 30, cái này các chị có quần xanh mang đẹp lắm. Beo xanh. Áo dài này 50 cho chị Thu Hằng Phạm này. Này lên beo xanh giùm em nhé. Beo xanh 30. Beo xanh sale 30. Giá 30. Đây là nguyên một set. Set tím đó chị. Xét tím, màu tím cà nhé. Tím cà, xét tím. Dễ thương. Còn nguyên một xét luôn nè. Đây, nguyên một xét màu tím luôn. Lên giùm em xét tím nha các chị nha. Xét tím hơi bị xinh. Teo luôn nha các chị. Xét tím 70.000. 70 lên xét tím giùm em. Cái mấy cái này nó rộng lắm mấy chị ơi. Em may một loạt mà nó bị rộng nè. Mà kêu em xuống ký á, cái thời gian em mới nghỉ dạy em cũng may để mà bận, mà định đi dạy lại để bận cuối cùng không đi đến giờ. Xếp tím giúp em đây nữa, hết dài nữa rồi. Đẹp chứ. Đây áo dài ạ. Mấy cái con này rộng. Thời điểm em lên 50 mấy kg. May mà lấy đi sửa lại chưa sửa. Đó. Chị nào lấy lên giùm em mà beo đỏ. Beo đỏ nha. Len, len trắng. Xếp tím. Xếp tím của Nguyễn Vân nè. Xếp tím của Nguyễn Vân. Ok Vân nè, rồi đây. Con này là con áo khoác trắng nha các chị nha, áo khoác len trắng nè. Rất rất là đẹp luôn. Đây. Rộng nhá, thích lấy nhưng mà hơi bị rộng ạ. Đó, nó dài như thế này nè. Các chị mang với áo dài cực đẹp luôn. Đó, em bỏ chung với bao áo dài, mang áo dài rất là đẹp nhưng mà em bị rộng nè. 60kg đổ lại mang được. Khoác trắng nha các chị, khoác lên trắng em xe cho các chị 70.000, xịn lắm. Mới cứng nha, chưa mặc lần nào. Đó, lên giùm em mã khoác trắng. Khoác trắng mặc áo dài là khỏi nói luôn. Beo đỏ cho chị
Bêu đỏ cho Nguyễn Thao. Xếp tím. Xếp tím 70. Các chị cái này mới lắm. Xếp tím. Bêu đỏ nãy sale bao nhiêu quên trời. Bêu đỏ sale bao nhiêu người đẹp? Len trắng cho chị Lanh My. Bêu đỏ. Rồi cái len trắng này nó bao nhiêu cũng quên luôn rồi. Trời nhức đầu quá không nhớ luôn. Cái xét tím là nhớ 70 rồi. Không biết bêu đỏ bao nhiêu. Cái áo khoác trắng này bao nhiêu. Lấy khoác trắng. Hết mất rồi. Cái này bao nhiêu người thiệp Lanh My ơi. Bao nhiêu vậy? Quên cha nó rồi không nhớ nè. Trời ơi cái len trắng 70. Dạ rồi cảm ơn. Không nhớ. Rồi áo dài. Cái form này cũng rộng nè. Rồi đẹp ghê lắm. Áo dài nè. Rồi lên giùm em mã tím đi nha. Con này nè 60kg chắc thoải mái cho em luôn. Lên mã tím. Tím nha. Còn áo dài bao nhiêu? Áo dài sale bao nhiêu? Rồi con tím này 50 nha các chị nha. Con tím này 50 nè. Lên mã tím giùm em. Tím nè, tím của chị Thu Hằng Phạm. À, cái áo dài kia bao nhiêu ta? Áo dài đỏ bao nhiêu không nhớ. Con này 50. Để chờ chút xíu con mấy bà nhớ giá luôn. Đây nhỉ, đẹp quá. Áo dài luôn cái thịt đẹp lắm. Cũng là con xanh này mình mới may mà thôi. Không bán đâu. Để bận đi đâu chắc chụp hình được rồi gì có mà bận chút là đẹp lắm. Xanh dùm em nhé. Con này rất là đẹp và mới nè. Em mới may luôn. Đó em sale 70. Em sale 70 nha. Mặc dù nó không có quần nhưng các chị có thể bận với lại quần đen rất là đẹp. Các chị nào thích đó thì em sale lại luôn. 70 lên dùm em mã xanh. Xanh ha. Xanh 70. Con này cực kỳ mới luôn, mới may chưa mặc. Không biết là xếp bộ lúc nãy được không hè. Xếp bộ nào hè. Xếp bộ nào á Ngân. Xếp tím á hà. Xếp tím thì hết rồi. Xanh của Nguyễn Thao nè. Xanh 70 của Nguyễn Thao. Cái tím đó 50 đi. Cái xanh này 70 nè. À, Nguyễn Thao ơi, cái bêu đỏ bao nhiêu á Nguyễn Thao? Bêu đỏ bao nhiêu hả? Bêu đỏ bao nhiêu? Nói giùm với. Trời ơi. Không có nhớ luôn. Siêu ấm luôn, mũ lông. Khoác dạng như là khoác sao quý chị nha. Siêu ấm. Đó. Qua, rồi là qua. Rất là đẹp, mới cứng cần cân. Phao 60kg đổi lại nha các chị. 570. 60kg đổi lại áo khoác phao nha. Con này cực kỳ mới luôn, sale cho các chị 100 luôn. 100 lên giùm em vả phao. Phao nha. Rất là ấm luôn. Về bắt là đúng bài. Xét đùi, à không, xét đùi hình như Ngân không có. Phao giùm em. Phao hơi bị ấm. Em cũng quên mất. Cái gì? Cái gì? Xanh 70 em hết rồi. Xanh 70 em hết. Không, tụi nó đi cho nên là tha luôn. Đâu có nói tới đâu. Không đụng tới luôn. Do tụi nó đi á. Áo khoác đen à, 55kg đổi lại.
55kg đổi lại nhé. Khoác đen. Thế chị em bận rộng ha. 55kg đổi lại lên giùm em khoác đen nè. Đó. Em sale cho mấy chị 50.000. Khoác đen 50. Pha xám. Pha xám nha mấy chị nhé. 55kg độ lạnh lên giùm em pha xám. Sale luôn 100.000. Mới cứng gần cưng luôn. Lên pha xám giùm em ạ. Rất đẹp. Phát đen cho chị Bảo Nam Nguyễn nè. Pha xám giùm em nhé. 100.000. Phát đen 50. Ở đang còn một cái bao xanh đó là gì á sổ? Solomon. Bao xanh đó là gì? Ừ. Gió ạ. Gió nha. 60kg thoải mái giùm em. 60-62 thoải mái. Lên giùm em mạng gió. Xem luôn như các chị 60kg. Con này là hiếm mà chưa từng mặc luôn. Chưa từng mặc luôn. Lên giùm em mạng gió 60.000 các chị. Áo phát gió 60.000. Áo phát đen hết. Mở ra. Mở ra rồi quăng ra. Cái này là gì? Gió 60 cho chị Thi Hiền. Được không? Cái này là mấy mà. Cái này để đây mà. À thôi quăng vô đó đi, để mommy chụp đi chụp hình áo dài. Phát cam mấy chị ơi, trong khu giáp bên này. Dạng khắc khắc vét nha mấy chị. Đó, dưới 50kg. Lên giùm em khắc cam. Khắc cam dưới 50kg ha. Đó chị khắc dạng vậy nè. Rồi lật tay lên cho em. Rất đẹp. Khoác cam dưới 50kg sale giá trị 50.000. 50.000 lên khoác cam giùm em. Khoác cam ạ, 50.000. Trời ơi hơi bị dễ thương chứ. Cái này các chị khoác với lại nói chung bận cái áo ở trong tay dài á, bận cái áo ở trong tay dài là rất là đẹp. Dạ dài nè các chị, dạ dáng dài. Rồi lên bi xanh, dàn nút cũng hơi bị đẹp luôn. 60kg đổi lại vừa. Bi xanh 100.000 giùm em nha. Áo khoác dạ này các chị không có mua đâu giá đó đâu mà rất là đẹp, mới không à. 50. Đó hết rồi. Cam của chị Nguyễn Khắc Phương 50. Cái beo cứ bỏ vô đây để cho tụi nó coi giống sao. Cam rất là đẹp. Cam 50. Con này dạng maxi suông ạ. Maxi suông mấy chị nha. Các chị có thể phối dây thắt lưng. Đó, 65kg đổi lại đang được. Đó, sale cho các chị 30.000. Lên giùm em maxi. Maxi 30. Lên mã maxi giùm em nhé. Con này dễ thương lắm. Áo choàng nha chị. Áo choàng. Choàng qua choàng lại cột lại mấy chị. Tên cho các chị 30. Lên giùm em áo choàng 60kg đổi lại vừa. Áo choàng. Ồ có con này nữa đây. Rồi lên. Lên choàng.
tràng xanh luôn á chị, tràng xanh 30 50 cái 60 nói nãy giờ. Maxi của chị Hạnh Nguyễn. Maxi 30. Áo choàng của chị Trang 30. Em còn một xanh thôi, áo xanh được không chị Hạnh ơi? Em còn choàng xanh được không? Choàng xanh cũng 30, cũng form giống vậy luôn á, nó choàng qua nè. Các chị có thể đi bơi, đi biển rồi gì các chị mang rất là đẹp luôn. Đó. Còn một xanh. Chị lấy thì ok, dạ ok giùm em. Dạ. 30 luôn. Xong. Con này làm body nhưng mà nó nhỏ lắm mấy chị nè. Đó, size S nha. Size S, body S giùm em. Vải rất là đẹp luôn, mỗi tội nhỏ thôi. Đó, size S ha. Sale cho các chị 30, lên giùm em mã đầm S. Đầm S 30.000. Đầm S ạ. À. Áo khoác siêu đẹp luôn. Áo khoác rất là đẹp. 60kg đổi lại. 60kg đổi lại giùm em nha. Dễ thương không? Cái tay nó choàng, cái cổ nó choàng ra vậy mấy chị nè. Đây. Con này hàng hiệu luôn mấy chị. Em sale cho các chị con này 80.000 ha. 80.000 lên giùm em mã áo đen. Áo đen 80 ạ. Rất là đẹp luôn. Gài áo lên giùm em nha, gài nút lên giùm em. Đó, dễ thương chưa? Cái này là cái mũ á mấy chị. Nhưng mà khi các chị thả ra thì nó sẽ choàng qua cái tay rất là đẹp. Kiểu nó lại lạ vẻ mà. Đó, cái mũ nó lên như vậy. Xinh lắm. Gài lên giùm em. Mặc được hai mặt. Nó hai cái kéo rồi. Mũ nó choàng xuống như vậy mấy chị. Đó, y như là một cái tay choàng qua. Hơi bị xinh. Có cái rút này luôn. Chị nào không ấy bự quá thì thả ra. 60kg thoải mái giùm em nhé. Đó, thả ra được hết ạ. Siêu đẹp. Áo đen 30, 3 cái đó thôi, không phải cái đó. Cái trong này 30 hết. Cái hỏng kìa. Trời ơi, nó nào đây. Em là xe rất là cường. Cái này đứa nào ủi bị cháy rồi. Xanh biển bị cụ hả? Đó, cái khác siêu đẹp luôn mà. Ủi cái tay trong bị cháy luôn. Khác cà rô mấy chị. Đẹp lắm. Caro rất là đẹp. Một cái tay bên này ở phía trong đó mấy chị. Ủi bị cháy. Phía lót, lớp lót thôi. Chứ còn ở ngoài không bị gì hết. Dài ba nút này. 55kg đổi lại vừa. Lên giùm em mã Caro. Con này em xem 50 nhá. 50. Cái tay ở trong bị cháy nè. Xem 50 đẹp lắm này. Đó đây. Đặt cái bàn ủi lên cái rồi xong. Ra đi. Hồi con gái thì nó ủ đến giờ luôn. Ở trong tay bị cháy nha mấy chị nha. Lấy thì ok giùm em nha. Lấy thì ok giúp em. Chứ cái form caro hơi bị đẹp mà mỗi tội vậy đó. Mỗi tội bị vậy. Khi nào lấy thì ok giùm em nha. 50. Nó quất lên một phát là rồi ra đi như phố không đèn luôn. Cái này còn một bát đẹp nha. Mỗi tội bây giờ mận chắc không vừa. Rồi chắc không có bà nào lấy đâu ha. Nhưng mà nào lấy thì để. Thực ra cái tay này cũng không cần đâu. Cái chị về cắt bớt cái tay, cái lót tay lại.
đó, cắt bớt bên này nè. Ví dụ như một bên này không cần bị cháy rồi thì mình không cần thì mình cắt luôn cái tay này mình bỏ đi ha, mình cắt phía trong á. Đây. Rồi đến đoạn này thì nó có may lại rồi các chị. Đây. Đây ha. Mình cắt luôn, mình bỏ luôn cái lớp lót ở trong luôn, nó không vấn đề, không ảnh hưởng gì hết. Một bên tay thôi. Đó, bằng ở trong mà ăn nhầm gì. Miễn sao là khi mình cởi ra mình đừng có lộn tay lại là được nha, lộn tay lại ta nói. 50.000 tính là rẻ, em tính xử lý như vậy chứ. Ok, khoác caro cho bạn Ngân là cái này ngân vừa đẹp. Caro 50. Caro 50 của Ngân. Quần trên nông bát ạ. Hàng xịn. Trên nông bát hàng xịn nhá, mà nó nhỏ á, chỉ có tầm size S thôi, mông dưới 90 ha. Em mông bữa nay cũng không vừa nữa. Bự lên, mặc dù nó có co giãn nhưng mà bự lên là mông nó cũng sẽ không vừa, mọc lên không vừa. Con này dưới 59 mang đẹp. Lên giùm em mã ông bác. Rinh ông bác nha các chị nha, ông bác xe chế chị 30. Cái này bận đi học lớp lần nhớ không nữa. Học lớp trong Madrid á. Mà bây giờ chặt rồi, không mang vừa nữa. Này lên ký. Khăn quàng cổ. Quàng cổ các chị có thể phối hai màu, ba màu gì cũng được. Nói chung là cái muốn phối chị gì cũng được. Quàng cổ gì là mấy chị này. Đó. Rồi 20.000 lấy giùm em mã khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ 20. Áo các chị 55kg đổi lại. Sơ mi cổ trụ nhé. Lên giùm em mã sơ mi 10.000. Bán để lấy tiền bao. 2 dài 20, 18. Vừa. Chắc vừa á. Nhìn nguồn nhớ học lớp nè. Đúng rồi à, trinh bát của Thi Hiền. Bằng đúng một lần học lớp. Khăn hoàng cổ của chị Mai Hương. Hoàng cổ 20. Học lớp đúng một lần về. Nói chung đâu có mặc quần. Không mặc quần. Em mặc quần không có được. Mà đi học lớp xa cho nên phải mang quần. Mà mang đúng một lần luôn. Chụp hình rồi nghỉ. Học lớp đến giờ luôn. Cái năm đó là năm bao nhiêu ta? Không nhớ nhưng mà nói chung bận đúng một lần. Khăn quàng cổ 20 cho chị Mai Hương. Chụp bát 30. 30. Sơ mi cho chị Bảo Nam Nguyễn 20. Trên ông bác 30 người đẹp ơi. Trên ông bác 30 nha. Sơ mi này mới 20 nè. Nha. Sơ mi với lại khăn quàng cổ 20. Còn trên ông bác là 30 ha. Bận một lần sale 30.000. Áo len nha các chị. Tóm cái tí lại vừa. Cổ nè, rất đẹp, chưa mặc lần nào. 60kg nha các chị nha. 40.000 lên giùm em mã len đen. Len đen nha các chị, chưa mặc. Sơ mi 10.000. Khăn quàng cổ 20, sơ mi 10.000. Chút áo khoác mà không được cái nào hả? Nè các chị, giả may chứ, đang còn mạc luôn. Đó vẫn tới đâu. Đem một đống về mặc đâu. Cứ đem về vậy đó. Cái này là dạng băng quấn nè các chị. Lên băng quấn nha. Con này đẹp lắm. Con này size S mang đẹp. Sale cho các chị 20. Lên giùm em mã đầm đen. Đầm đen 20. 50kg đổi lại. Lên mã đầm đen 50kg đổi lại giùm em nhé. Trời ơi là đẹp. Dễ thương lắm luôn nè các chị. Con này cột cái nơ ở trên vai ạ. Đây. Cột cái nơ trên vai nhé. Hai nơ hai bên. Xinh đẹp luôn. Không dài. Có sẻ tà. Tưởng hôm nay giải quyết nổi chứ bây giờ còn
10 bao nữa trời má ơi. Đẹp ghê. Bao giờ mới giải quyết hết được cái đúng rồi. Con này nhỏ lắm các chị, eo 72. Lên mã đen 72, đen 72 50 ngàn. Đen 72 50 ngàn. Đầm đen cho chị Bảo Nam Nguyễn. Đầm đen sale như quên mẹ rồi trời, 30. Đầm đen 30. Đầm đen 30 mới cứng. Đen cột vai của Song Song. Đen cột vai 50. Đen cột vai. Này lấy gì kìa? À, dùm đen đẹp dạng yếm nha các chị nha. Em tặng luôn. Lên giùm em tặng dùm yếm. Tặng dùm yếm nha. Tặng luôn. Tặng dùm yếm giùm em. Con này chưa từng mặc luôn. Thôi kệ, lấy về mặc, lấy vô mặc. Trời lạnh mặc. Trời ơi, đầm đẹp ghê. Đầm đen đen đẹp ghê các chị ơi, đầm tầng nè. Siêu đẹp luôn. Trời ơi, không nhớ mà mặc luôn. Trời ơi, đang còn mới nè, đang còn mùi mới. Eo có 70 à. Eo 70. Đen tầng 70, 100 ngàn đấy chị. 100 ngàn lên mà em đen tầng. Eo 70 nhé, nhỏ. Đen tầng. Lên mã đen tầng giùm em, eo 70. Nhỏ. Xíu xíu xíu. Sắc nách em tặng ạ. Lên giùm em mã sắc nách. Tặng luôn nha các chị, chắc lên. Sắc nách em tặng luôn. Áo khoác dáng dài 10 ngàn. Lên giùm em mã dáng dài 60kg đổi loại vừa. Lên dáng dài. Không giặt để lấy hơi à. tặng giùm yếm cho chị Trang Tôn nè. Đen tầng của Nguyễn Vân nè. Tặng sắc nách của Nguyễn Vân luôn. Tặng giùm yếm cho chị Trang Tôn, giùm yếm tặng. Đây. Này tặng sao? Em mà xanh. Đen tầng. Lên tầng 100. Này tặng luôn. Cái ghi cái đen tầng 100 rồi bỏ chung vô một bao luôn xong. À, lên dài, lên dáng dài khoác nhẹ nha các chị nha. 10 ngàn, lên giùm em mã dáng dài. Dáng dài ạ. À. Dáng dài 10 ngàn. Chị lấy áo đen nào á chị? Áo đen hàng xịn này hả chị? Chị lấy áo len hàng xịt này hả? Áo len 40 ngàn này đúng không chị? Đúng thì ok giùm em nha. Nói là cái đó là ghi một cái bill là đen tặng 100 thôi. Còn cái tặng nữa kèm theo thì bỏ chung vô một bao luôn. Có một chị đó thôi. Cho mấy chị nhớ. Dạ ok chị. Để em chốt cái áo đen cho chị. Đầm này form dài ạ. Đầm dây form dài nhé. Theo với chị 20. Con này 50kg đổi lại mang đẹp. Lên giùm em mã dây. Dây 20 ạ. Đen 40. Dạ ok. Đen 40 em chốt cho chị. Dạ em nói là đen 40 ạ. Đen 40 của chị Mai Hương 40. Tặng sắc nách em tặng mất rồi. Dây cho chị Bảo Nam Nguyễn 20 nè. Dây của chị Bảo Nam Nguyễn 20. Xin chưa biết chị ơi, đầm xanh này, dễ thương không? Rất là xinh luôn. Màu xanh chứ không phải màu tím nha các chị nhé. Xanh cô ban, mấy này nó có bo thun nè. Bo thun ha.
con này tầm cỡ khoảng eo 74 đổi lại, mang đẹp cũng chưa mặc bao giờ luôn. Rồi lên giùm em hả, sọc xanh, sọc xanh xe cho các chị 70.000 nha, con dài sọc xanh 70 ạ. Sọc xanh 70, con dài. Sọc xanh 70 cho Nguyễn Sương. Xanh 70. Cái áo đó 40. Đầm dây 20. Con này 70. Sù ấy quá chưa? Cái đào đó lấy hết chưa? Lấy hết đi. Con này trễ vai các chị ơi, cái áo ren trắng trễ vai nha. Rồi sale cho các chị 20 nè. Lên giùm em mã trễ vai. Trễ vai 60kg đổi lại vừa 20.000. Trễ vai ạ, à, con này cũng không biết bận với cái gì. Rồi một con dây xanh luôn các chị, 10.000. Lên dây xanh mới cứng à. Em chưa từng mặc nữa, em cũng không biết mặc lấy nào lúc nào luôn. Toilet ghim này trường cái lại để mặc với lại bốt. Có đôi bốt đen này. Sọc xanh em hết nè, trễ vai cho Kim Khánh 10.000. Trễ vai 10. Cái đó 70 nha. Rồi cái đó 70. Trễ vai hết rồi. Len luôn mấy chị. Phát len đỏ đô mấy chị, 60kg đổi lại vừa nha. Màu đỏ đô nha các chị nha. Đỏ đô chứ không phải đỏ tươi đâu. Ở ngoài màu đậm lắm ạ. Ngoài màu màu sậm lắm. Đây 60kg đổi lại vừa. Lên giùm em mã đỏ đô, sale 30. 30 nha các chị. Còn cái gì 10.000. 30. Rồi cái áo dạ xanh siêu đẹp luôn. Dạ xanh 55kg đổi lại giùm em nha. Con này dạ xanh nè, 55kg đổi lại. Con rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã dạ xanh sale 100 ạ. Dạ xanh sale 100, 55kg đổi lại được ạ. Các chị mang được hai kiểu, có thể là dài áo lại, còn không các chị để cổ ra ha. Đó, đẹp. Dạ xanh 100.000. Màu xanh coban nha các chị nha, 55kg thoải mái rồi đi. Đó đô của chị Phạm Thị Mỹ nè. Trễ vai 20.000 á, sổ trong lại 10.000. Trễ vai 20.000. Đó đô của chị Mỹ nè, 30. 30 đó đô. Để lại mặt. Để không có cái gì để làm mặt luôn. Cái này nó mơ. Em thấy nó theo đẹp quá. Em lấy rồi em cũng chưa mặc luôn. Đang còn mặc không đó chị. Thấy nó theo đẹp quá. Ở trong có thể là bận một cái đầm dây màu đen. Đó, bận một cái đầm lót dây màu đen đó chị. Thấy nó theo xinh quá mà em chưa mặc bao giờ luôn. Nó form suông nha. 60kg thoải mái giùm em. Các chị bận ở trong một cái đầm dây, đầm dây màu đen á chị, là siêu đẹp luôn. Đầm này đầm hiệu nè, em thích quá. Thấy nó theo đẹp quá. Rồi xem lên các chị 50. Lên giùm em mã theo. Đây nè, không phải, cái này là bên trái á chị. Bên phải đây nè. Lên giùm em mã theo. Rồi siêu đẹp luôn. 60kg rồi lại mang đẹp đây nè. Nó theo như vậy mấy chị nào không hoa nổi nè. Đẹp chưa? Đẹp kinh khủng. Chưa mặc bao giờ. Trong bận cái lót là rút đẹp luôn. Theo 50. Vừa xem vừa lim dim luôn hả? Vừa xem vừa lim dim luôn. Thế cũng mệt rồi. Đau đầu quá mấy ngày nay. Đi đám cưới nhiều đau đầu. Ôi nhà mệt.
Áo này cũng siêu đẹp luôn rồi mấy chị. Áo cam. Dạ ok, em chốt theo 50 cho chị Hạnh. Cái đầm này rất là độc và lạ luôn á chị Hạnh. Là chị phối ra cái dây đen ở trong nữa là chị mang hơi bị độc luôn. Đầm này là hàng nhập á. Em thấy nó đẹp quá em lấy mà em chưa từng mặc tới. Đây. Nó form của nó hơi suông suông, mang hơi bị độc luôn. Đẹp lắm. Không bao giờ đụng hàng. Áo cam nè mấy chị. Siêu đẹp luôn mà em chưa ủi luôn ha. Đó, các chị về ủi giùm em. Ủi thẳng ra là mang đúng đẹp. Áo cam nhé. Rồi sale luôn nha các chị. Về công ủi sale luôn 30.000. 50kg đổi lại giùm em. Lên giùm em áo cam. Cái đó 50. Này em sale 30 nhé. 30 lên mặt áo cam 50kg đổi lại. Em chưa ủi á. Để ủi ra là đúng đỉnh luôn. Mấy con này là em chưa từng đụng tới luôn chị ơi, nhiều quá. Em còn 10 bao nữa kia. 10 bao là em chọn ra không phải là ấy đâu. Mà 10 bao là em để quên á. Còn lại hiện tại em đang mặc thì tầm cỡ khoảng 20 bao, 30 bao nữa. Áo này đẹp ghê. Rồi cái áo này là giống như có một cái áo khoác ở ngoài các chị. Rồi các chị có thể là phối cột lại cũng được này. Đó, cột lại sơ sơ như thế này cũng đẹp lắm. Nói chung em lấy là em cứ hay lấy mấy cái độc độc lạ lạ chị, cho nên đó bận đồ là ít tụng hàng lắm. Cứ độc lạ là to nhỏ gì cũng hút hết. Con này em khoảng tầm 76 mang đẹp luôn á chị ơi. Con xám này nè. Lên giùm em mã xám nha, đầm xịn luôn á chị nha. 70.000. Xám 70.000 đầm xịn luôn. 70. Theo em hết. Nghe vào choáng váng hả? Xám của chị Mai Hương. Chứ mới like có sơ sơ mà đang còn 10 bao. 10 bao là để quên á, để quên mất, không nhớ. Giờ dở ra không nhớ cái gì luôn á. Áo xám ạ, à, em sale 10.000, 55kg đổi lại. Lên giùm em áo xám. Áo xám nha. 55kg đổi lại. Mà đó là mới đồ mình thôi, còn đồ con của mình nữa cơ. Đồ con mình thì mình đem cho không à, không có bán. Trời ơi cái chân mấy đẹp vậy mà không nhớ để lấy ra mặt luôn. Trời ơi là sủa. Chân mấy hơi đẹp lắm. Trời ơi, bận vẫn còn vừa, đẹp lắm. Thôi, để dành mặt đi chứ, bán hết mình lấy cái gì mặc. Chưa từng mặc tới. Chân váy nhỏ quá. Chân váy em này khoảng tầm 62 thôi. Chân váy này thì hiện tại em mặc vẫn vừa. Đúng rồi mấy chị, eo đúng 62 luôn. Đúng size S của My luôn. Này thì các chị chắc không vừa đâu. Xám 70. Xám 70. Ôi xô ơi, cái xác này. Cái này để cho Minh Đan mang được. Cái xùm em. Không phải đâu. Minh Đan. Xùm em không? Bận cho nó ấm. Mình đang mang được không? Dài quá. Cái đầm này còn một cái đầm dây nữa đâu ta? Hình như đầm dây trắng chưa rồi. Đây rồi. Có một cái dây lót ở trong này mấy chị. Tầm vàng có dây lót. Đây. Vàng ren có dây lót rồi bán nguyên một set như thế này, 40.000 luôn mấy chị nhé. Chị nào 50kg đổi lại mang đẹp. Lên giùm em mã set vàng. Set vàng 50kg đổi lại mang đẹp. Body. Set vàng. Áo xám cho chị Mỹ. Áo xám của chị Mỹ nè. Áo xám 10.000. Này, áo xám 10.000.
trong đó còn hết, cái bao đó còn hết, đổ ra hết luôn hả? Vẫn còn luôn hả? Sao nhiều vậy? Cháo đen này dễ thương lắm nè mấy chị. Nó kiểu rất là lạ, bận lệch một bên nhé. Bận phối cái đầm dây lệch một bên rất là đẹp luôn. 10.000 nha chị, lên giùm em áo đen. Áo này em đang còn, em đang, bữa giờ em đang kiếm nè, không nhớ ở đâu, bây giờ mới thấy. Lên áo đen giùm em, chị nào thích đó thì phối vô giùm em. Áo đen, đen của chị Hạnh nè, 10.000. Đen này đổ, đổ hết ra để mà mình lai hết cái bao đó luôn rồi. Cái gì mà nhiều ghê vậy, nãy giờ bóc ra miết mà nó vẫn còn nhiều luôn à. Ôi trời ơi là trời, chết tôi luôn á, quảng hết luôn trời. Còn một cái đầm đen phong rộng nữa các chị, phong suông luôn nha. Đó, chị nào có dây đen ở trong thì lót rất là đẹp luôn. Rồi lên giùm em mã suông đen. Suông đen sale cho các chị 30, con nó 10.000. Suông đen 60 65 kg thì được hết rồi mấy chị này, nó dặn dáng suông á, đó. Mà chất ren rất là đẹp luôn. Các chị phối giùm em cái dây đen ở trong là đúng đẹp. Đầm dây đen dây trắng gì cũng được. Trời ơi, cái set này nó sao giờ nó nhỏ xíu vậy, sao mà mi măng. Vừa ta. Thôi vẫn còn vừa nè, xôi. Xét màu sen là vẫn còn vừa luôn. Dễ thương nè. Xét hồng sen đó chị ơi, size S nha. Size S, size M mang được eo khoảng tầm 72 á nè. Size S, size M 50 kg đổi lại vừa. Lên giùm em mã xét hồng sen. Xét hồng sen sale 50. Xét hồng sen ha, sale 50. Suông đen của chị Hạnh nè, suông đen của chị Hạnh 30. Suông đen 30 nè. Đầm này đẹp lắm nè. Chưa mặc bây giờ luôn, chắc để dành mặc cho rồi. Không lẽ đi bán hết mình lấy gì mặc trời. Còn 30 bao mà cứ lấy gì mặc, mà mỗi lần đi đám cưới là mấy ngày nay em đi đám cưới là em hơi bị nhức đầu. Trời ơi, đi đám cưới lấy cái gì mặc đây. Ông chồng em nói anh cũng không biết em lấy gì mặc nữa, thay nhiều quá không biết lấy cái gì mặc. Cái đầm đẹp lắm nữa chị nè, đầm lụa nha. Đó, hơi vệ sinh lụa. Nhiều cái cũng mua thêm nữa mấy chị, chứ không phải là chỉ có mình lấy mình bán đâu. Con này eo 72, bán xong mình lấy là một phần rồi, rồi còn thấy đồ trên mạng là mua thêm coi thử nó như thế nào. Rồi đi ngang rồi thấy người ta treo đẹp rồi cũng ghé vô mua vậy đó mấy chị. Cái tính nó kỳ vậy á, tính phá cổ mà. Rồi lên giùm em mã 72 nè, con đầm lụa này sale cho các chị 72 là giá 80.000 ạ. Con này đẹp lắm, chưa mặc. 80.000 giùm em, hình như bị lệch rồi. Gài đúng là bị lệch rồi. 80.000 các chị, dễ thương lắm. Đó, đầm lụa giùm em 80.72. Đó, để đây em mặc, mặc hết. Nói chung là chị nào mặc được á thì em sale, còn chị nào không mặc được á thì em về em mặc cứ vậy thôi. Tại vì đồ em đang còn mặc tốt. Body các chị, sale cho các chị 30 nha. Body size S, size M mang đẹp nè. Lên mã body dây, chưa mặc lần nào luôn. Body dây size S, size M mang được. Cổ lọ các chị. Áo cổ lọ tây phòng. Xinh không? Đây. 50 kg đổ lại vừa, sale các chị 10.000. Lên mã cổ lọ giùm em. Cổ lọ 10.000. Bỏ đi. Đây bỏ. Mấy cái này mà em cho được á, tại vì nó ít model á, là em vẫn cho được, nhưng mà có nhiều cái nó quá sức model thì không thể cho nổi. Cái này có cái áo nữa mà cái áo nó mất tiêu rồi trời. Xong, lôi ra đi, lôi ra hết đi, cái này có cái áo nữa nè.
chứ nó bị mất cái xét. Trời ơi, vệ sinh luôn. Xinh lắm nha mấy chị nè, đẹp chưa? Đó, đẹp xỉu luôn á. Rất là dễ thương, các chị về ủi thẳng lên mang đi tiệc cũng đẹp luôn nha. Rồi sale luôn nha các chị, con này 40.000. 40.000 eo 76 đổ lại vừa, con này form rộng ạ. Lên giùm em mã 40. Body của Nhung Vũ. Body bao nhiêu quên ta? Body 30 sao? Body 30 nè. Của Nhung Vũ. Cổ lọ 10.000 của Hiệp Nguyễn. Cổ lọ 10.000. Đầm này em sale 30 luôn đi các chị, 30 nhá. Lên giùm em đầm hồng. Đầm hồng em 76 đổi lại vừa 30.000. Lên đầm hồng giùm em. Đó thấy chứ, biết ngay là có một set mà. Cái này cái set sọc cũng dễ thương nè mấy chị ơi, set sọc nhá. Quần ống rộng nè. Đó, hơi bị dễ thương luôn. Xét sọc eo 70, 72 đổ lại, eo 72 đổ lại, xét sọc sale cho các chị 40.000. 40.000 lên xét sọc giùm em. Xét sọc 40. Có cái quần nữa đâu. Đầm hồng. Đầm hồng của chị Mai Hương. Đầm hồng của chị Mai Hương. Xét sọc của Hiệp Nguyễn. Đầm hồng của chị Mai Hương. Đó là hai đi chị Mai Hương dưới kìa. Đầm hồng. Xét sọc. Xét sọc 40 nha. Đầm hồng xe 30 thôi, để chị về chị ủi. Cái này có cái này. Cái áo khoác trắng các chị, khoác trắng phong nhẹ nha, xe cho các chị. Ồ cái này thôi em tặng luôn. Nó dính màu rồi, để gần màu đỏ nó dính rồi các chị. Lên giùm em mã tặng. Tặng nha. Còn không các chị không lấy á thì để em lấy cho. Đâu sổ vơm hết ra đây rồi. Vơm hết ra chưa? Đây, con dạng như bác sĩ nè mấy chị này. 60kg đổi lại vừa nha. Con này 50.000, rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã bác sĩ. 60kg đổi lại vừa 50.000. Đầm hồng 30. Tặng. Tặng của chị Mai Hương. Tặng của chị Mai Hương. Maxi của chị Hạnh. Maxi 50. Màu đẹp lắm. Cái đó tặng mà. Cái này 50. Nhớ mà. Biết ngay là có một bộ mình. Trời ơi nghe bị dễ thôi. Rồi cái xếp bộ cái chị. Xếp bộ 55kg đổi lại vừa nha. À, em sale cho các chị 40.000. Lên giùm em mã xếp. Xếp nha. Xếp bộ 40.000. Maxi 50. Rồi cái body caro. Body này em bận cũng một lần nè. Đẹp lắm. Body caro. Dễ thương chứ. Body caro nha các chị nha. 50kg, 55kg đổi lại mang được hết nè. Coi giãn ha. Body caro sale với các chị 50. Lên body caro giùm em bận một lần. Rất đẹp. À, set của chị Mỹ.
xác chị Mỹ 40. Body caro 50, form rất đẹp ạ. À, có cái quần ống rộng trắng nè, em tặng cho các chị luôn. Lên giùm em tặng ống rộng nha, tặng ống rộng em tặng luôn ạ. Và cái set luôn các chị. Set này 50kg đổi lại mang đẹp. Lên giùm em mã set đỏ. 50kg đổi lại mang đẹp nha các chị. Set đỏ sale cho các chị 30. 30 lên set đỏ giùm em. 30 ạ. Set đỏ. Set đó 40. Mấy ký đổi lại các chị. Xếp này bây giờ bận có vừa không trời. Đây các chị, đẹp chưa? 50 ký đổi lại giùm em nhé. Lên giùm em mã set tim, set này 40.000. 40.000 set tim. Set đỏ của chị Yến Phương. Tặng quần ống rộng cho chị Bảo Nam Nguyễn. Set đỏ 30 của chị Yến Phương này. 30. Xét đỏ tặng quần ống rộng. Xét tim cũng đẹp á Yến Phương ơi. Xét tim 40.000 đẹp lắm nè. Không lấy này để mua bận đó đẹp. Rồi xét tim 40 cho Yến Phương luôn. Có mặc đâu, đồ bộ có mặc tới đâu. Đẹp quá. Xét đỏ, xét đỏ 30 nha. Quần ống rộng là tặng. Xét tim em hết bắt đầu chị Trịnh Lương ơi. Chị Trịnh Lương có một cái đồ tặng, chốt thêm để em gửi chung cái đồ tặng nha. Quăng hết đồ ra đây luôn, xù còn ít nữa đổ qua luôn. Hết sáng rồi mấy chị. 50kg đổi lại giùm em nha. Mới cứng 1 cân không à, có phèn đâu. Xét xám. Đây. Lên giùm em xét xám nha. Đây. 40.000. À 30.000, 30.000 xét xám 30.000. Xét xám 30.000 luôn. Hay lấy gì trời. Giá tới luôn kìa. Dễ thương luôn các chị. Rồi đầm suông chưa từng mặc tới luôn. Thích đầm suông lắm nhưng mà có mặc đầm suông nữa chị. Ở trong có một cái đầm vàng nữa nè. Trời mang hơi bị đẹp luôn á chị Hạnh ơi nè. Chị Hạnh Nguyễn Bình Dương á, mang đẹp lắm. Con này em sale 100 nha. Lên giùm em mã hoa vàng 60-65 gì em thoải mái luôn. Mang đẹp kinh khủng luôn á. Lên mã hoa vàng giùm em. Cực đẹp. Hoa vàng 100. Xét xám. Xét xám của chị Trịnh Lương nè. Tặng ống rộng em hết mất rồi. Xét xám 30 thôi. 30 cho chị Trịnh Lương. Hoa vàng của chị Hạnh Nguyễn. Hoa vàng của chị Hạnh Nguyễn. Ôi chết cha thằng sổ ơi, 12 giờ kém đó kìa sổ. Em cứ tưởng khoảng 11 giờ kém rồi em nhìn nghe live khuya vậy. Em chào chị Tô Lan. Giờ em mới thấy khuya luôn chị ơi. Ôi thôi nghỉ thôi mấy chị ơi, chết rồi. Hả? Tầm đó 100. Trời ơi nghỉ thôi. Khuya quá rồi. Hàng trên đầu sao đuối dữ vậy. Em cũng không biết là khuya vậy luôn á chị. Cái áo áo màu xanh Cuban không phải tím các chị nhé.
nó có rút dây này. Đó, con này khoảng tầm 60kg đổi lại vừa cái áo khoác nha các chị, siêu đẹp luôn. Khoác xanh cô van. Rồi, em nói thiệt em rất thích áo khoác màu xanh. Mang nó không có bị cũ mấy chị, nó mang nó mới miết à. Cho nên em toàn áo giả em cũng là áo màu xanh, nhất là xanh cô van. Em rất lắm. Mang rất là mới. Mang hoài nó không có cũ á. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi con khoác này em xem cho các chị 60.000 luôn nha. Lên giùm em mã khoác xanh 60kg đổi lại vừa. Khoác xanh nha. Rồi ok chị Trịnh Lương nè. Rồi khoác xanh 60.000. Thôi em mau xuống like đi mấy chị ơi. Trời ơi chết rồi. Trễ quá rồi mấy chị. Rồi hẹn gặp lại các chị like sau nha. Cảm ơn các chị. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon nha. Trời ơi. Ủa trời ơi, giờ vẫn còn 169 người coi luôn. Nhiều vậy. Bye bye các chị ạ.